chương 1371, từng bước ép sát. Ha ha, Hàn Lập, khô vinh pháp tắc của lão thân lưu chuyển không ngừng, lần đại chiến liên quan đến tính mệnh đã là mấy trăm vạn năm trước, do vinh chuyển khô cũng đã mấy trăm vạn năm. Hôm nay mượn lưỡng sinh thần thụ này của ngươi, lại lần nữa từ khô chuyển vinh, chính là đại kiếp trong số mệnh của ngươi, chịu chết đi. Chẳng biết tại sao Chu Nhan đột nhiên chuyển biến thành nữ tử trẻ tuổi, cao giọng cười to nói. Vừa nói xong, bàn tay nàng vung lên, tóc dài đen nhánh sau lưng tản ra, trong nháy mắt như dây leo rậm rạp tăng vọt lên, trực tiếp hóa thành một đạo thủy chiều màu đen phô thiên cái địa, trong nháy mắt che phủ thân ảnh tiểu kiều của nàng vào. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, chỉ thấy hư không trong phương viên mười mấy vạn dặm cấp tốc bị những sợi tóc màu đen này xâm chiếm. Bàn tay hắn vẫy một cái, gọi 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đến trước người, một tay bấm kiếm quyết. Tất cả phi kiếm lập tức bay đến trước người hắn, ở trong hư không ngưng tụ thành một tòa kiếm trận hình tròn to lớn. Tật, chỉ nghe trong miệng hàn lập quát khẽ một tiếng, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức vang lên tiếng thét đại tác, ở trong hư không cực tốc xoay tròn như máy xay gió. Chỉ một thoáng, dòng điện cuồn cuộn bắn ra, như vô số trường tiên lôi điện xé ngang thiên địa, vô số kiếm khí sắc bén ngưng thành thực chất, không ngừng bay ra tứ phương, xoắn cho tóc đen mãnh liệt đầy trời đến vỡ nát. Bên kia, tử Sam thấy cảnh này, cũng không lập tức đi lên hỗ trợ, mà quay người kéo đông ly hổ trọng thương lên, thân hình lóe lên, đưa ra khỏi đại trận. Hàn Lập thúc giục kiếm trận vào tới Chu Nhan, một đường đánh đầu thắng đó, căn bản không trở ngại chút nào. Nhưng mà, sau khi tiến lên mấy ngàn dặm, Hàn Lập đột nhiên phát hiện, tóc đen bị chặt đứt phía sau mình, vậy mà tất cả đều như vật sống lơ lửng ở trên không, từ bốn phía vây hắn ở trung tâm. Hàn Lập, thử một chút chiêu này của lão thân, lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Những tóc đen bay ra không trung kia bỗng nhiên lóe lên quang mang, đúng là tự động nối liền với nhau, cuốn một cái về phía trung tâm, tựa như một vòng xoáy màu đen to lớn, kéo hàn lập vào trong đó. Kiếm trận thanh trúc phong vân kiếm trong nháy mắt cũng bị đánh tan, tất cả mũi kiếm đều bị từng sợi sợi tóc màu đen quấn chặt lại, thân kiếm dẫy rủa kịch liệt, tiếng rung đại tác. Mà hàn lập ở chính giữa vòng xoáy, tay chân thân eo đều bị từng sợi tóc đen quấn quanh, bốn phía thì bị tóc đen thật dày đè xuống, xương cốt toàn thân rung động răng rắc, khó mà tránh thoát. Cùng lúc đó, một loại ba động pháp tắc khó nói nên lời cũng theo tóc đen kia phun trào ra, không ngừng chảy vào thể nội Hàn Lập. Hàn Lập cảm giác như có một tầng sóng nước liên tục không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Bị loại lực lượng như sóng nước này xâm nhập, hắn cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là mỗi một lần cọ rửa qua đi, Hàn Lập cảm giác được thể nội tựa hồ có vật gì đang dần dần sói mòn. Hắn cúi đầu nhìn lại phía trên cánh tay mình, thình lình phát hiện ra của mình vậy mà trở nên nhân lại, giống như trong nháy mắt từ tráng niên chuyển thành lão già trên 80 tuổi không phải Huyễn Thuật, tại sao có thể như vậy? Hàn lập dò xét một chút, trong lòng giật mình. Thuật pháp này làm cho tốc độ thời gian chảy nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền trở nên dần dần già đi. Hàn lập cũng đã biết, có thể đó là thủ đoạn thông qua thời gian pháp tắc chi lực gia tốc thạo nguyên đối phương biến mất. Chu Nhan trước mắt này không thể có thần thông này mới đúng. Huống chi mình đã sớm gần như đạo tổ bất diệt, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây này liền già yếu thành bộ dáng như vậy? Suy nghĩ một phen. Hàn Lập dần dần bình tĩnh lại. Hắn yên lặng vận chuyển tiên linh lực thể nội, da khô héo co vào trên cánh tay lập tức sáng lên một trận hào quang màu xanh, liền chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng không cần một lát, làn da hắn vừa chuyển tốt kia lại cấp tốc khô héo, chỉ chờ sau khi tiên linh lực bổ sung mới có thể phục hồi như cũ. Kể từ đó, cỗ lực lượng như sóng nước kia liền lâm vào rằng co với tiên linh lực của Hàn Lập, người tới ta đi tác dụng lên người hắn, khiến cho làn da trên người hắn như lá cây hai mùa xuân thu, chuyển đổi tới lui giữa nhất khô nhất vinh. Mà theo biến hóa không ngừng lặp đi lặp lại như thế, Hàn Lập phát giác được, nguồn lực lượng kia dần dần xuyên thấu qua làn da, từng chút từng chút một thẩm thấu vào trong xương cốt của hắn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ bộ thể phách đại la của hắn cũng sớm muộn bị hủ hỏng. Ngươi đã lưu chuyển thời gian giả, vậy ta sẽ cho ngươi nếm thật. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói, nói xong, linh vực của hắn bỗng nhiên cực tốc co vào, chỉ bao phủ phương viên vạn dặm, các loại cụ tượng thời gian pháp tắc như chân Môn bảo luân cũng lập tức trở về linh vực hóa thành minh nguyệt ngôi sao cùng núi non sông ngòi ngưng tạo ra ngũ hành huyễn thế quyết trong ngũ hành huyễn thế quyết tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh nghìn lần tốc độ lưu chuyển khô vinh pháp tắc của chu nhan trong nháy mắt tăng tốc nghìn lần theo cùng lúc đó làm ra hàn lập biến hóa cũng theo đó ra tốc nghìn lần bất quá hắn đã sớm ứng đối chuyện này rất nhanh liền vận chuyển thiên sát chấn ngục công tất cả huyền khiếu trên thân nhau nhau sáng lên một tầng phảng phất như ánh sao ngưng tụ thành chân cực chi mô bao trùm bên ngoài cơ thể. Do vậy, khô vinh pháp tắc của Chu Nhan ảnh hưởng, lập tức trở nên thập phần chậm chạp. Nhân cơ hội này, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vùng màn trời to lớn phía xa kia. Chân thân kim đồng trong màn trời đen kịt tỏa ra hào quang chói sáng, ở bốn phía trong hư không nhộn nhạo trận trận gợn sóng không gian mãnh liệt. Hư không đã sụp đổ xuống hơn phân nửa, mặc dù vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng hiển nhiên đã không còn ổn định trong lòng hàn lập vui mừng ánh mắt ngưng tụ nhìn xuống tóc đen dày đặc thấp thoáng trên thân chu nhan trên gương mặt chu nhan mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm trọng hiển nhiên cũng không dễ dàng qua ước chừng một khắc đồng hồ sau hàn lập đã tránh thoát khỏi trói buộc của chu nhan chỉ là những sợi tóc đen dài trải ra ở bên ngoài kia rõ ràng đã co rút lại rất nhiều không ít chỗ như bị nhiễm xương lạnh biến thành màu trắng bạc hàn lập thấy thế khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tốc độ khô vinh pháp tắc của chu nhan ảnh hưởng đến hắn hoàn toàn kém so với tốc độ thiên đạo ăn mòn nàng chỉ chờ lúc nàng chống đỡ không nổi chính là lúc mình phản kích đang cân nhắc các loại pháp tắc trên cụ tượng như chân ngôn bảo luân nhao nhao sáng lên từng đoàn từng đoàn đạo văn thời gian gia tốc càng nhanh gấp trăm lần giờ phút này trong lòng chu nhan cũng buồn khổ không thôi vốn định dựa vào pháp tắc bản thân làm hủ hỏng nhục thân hàn lập không ngờ thể phách hắn không những cường đại ngoài sức tưởng tượng lại còn làm cho lực lượng pháp tắc của mình tăng tốc tiêu hao thật lớn theo uy năng thời gian pháp tắc chi lực của Hàn Lập không ngừng đề cao, một đầu tóc dài đen nhánh của Chu Nhan đã có hơn phân nửa biến thành tuyết trắng. Trong nội tâm nàng cảm thấy không ổn, cũng không dám trần chờ nữa, đầu đầy tóc đen bỗng nhiên co rụt lại, buông lỏng Hàn Lập ra, giống như thủy triều rút về. Còn muốn chạy, Hàn Lập cười lạnh một tiếng, một tay kéo lấy tóc Chu Nhan. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn lóe lên ánh bạc, một ngọn lửa màu bạc phần phật một tiếng phun ra ngoài, trong nháy mắt lan tràn ra mấy vạn dặm, thiêu đốt về phía Chu Nhan nhưng ngay lúc này một bóng người bỗng nhiên hiện lên rơi vào trên tóc đen chu nhan chỉ thấy hai tay tử sam nhấn xuống một cái tử viêm trong lòng bàn tay phun ra ngoài trong nháy mắt liền vượt trên ngọn lửa màu bạc đẩy sóng lửa ngược về phía hàn lập bên này sau khi bước hàn lập lui tử sam quay đầu nói với chu nhan nơi này giao cho ta ngươi nhanh đi ngăn cản vệ kim trùng kia chậm thêm chút nữa sẽ không kịp các ngươi đã không còn kịp nữa rồi hàn lập cười vang nói hai tay hắn kết kiếm quyết chỉ một cái 72 kiếm linh đồng tử lập tức bắn ra, bay nhanh về phía kim đồng bên kia. Phi kiếm phóng đi, tiếng rung đại tác, đô thiên thần lôi tạm thời thu lại uy năng, ngược lại vạn cô kiếm khí chất chứa trong đó bắt đầu tăng vọt, tỏa ra ngũ thải quang mang. Ngăn nó lại, tử sam quát lớn một tiếng, tóc dài chu nhan lập tức phô thiên cái địa đuổi theo, muốn kéo thanh trúc phong vân kiếm trở về. Hàn lập thấy thế, tay kia vung lên trời, tất cả đoạn thời lưu hỏa trên bầu trời biến thành ngôi sao đầy trời, bắt đầu như hỏa vũ lưu tinh rơi xuống phía dưới. Những nơi nó đi qua, khuấy động lên trận trận gợn sóng to lớn. Gợn sóng lướt qua, một tầng thời gian pháp tắc chi lực bao phủ xuống, bao phủ thân thể chu nhan và tử sam vào. Bọn họ chỉ cảm thấy tốc độ thời gian trôi qua bốn phía lập tức dừng lại, ngừng kết giống như lâm vào trong quang âm chi hà. Ngay sau đó, một đầu quang âm hà thủy chân chính chảy xuôi tới, như một đầu đai lưng ngọc, từ bốn phía khẽ quấn, bao các nàng vào, ra cố cấm chế thời gian nơi đây. Hàn lập thấy thế, lại vung tay lên, vầng trăng tròn kia cũng từ trên cao hạ xuống, treo ở đỉnh đầu hai người, phóng thích ra trận trận tia sáng màu vàng, có vết xe đổ. Lần này hắn không tiếp tục vận dụng dãy núi kia và đông ất thần mộc trên đó. Hàn lập bên này vừa vây khốn hai người xong, mới dừng tay lại liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. ầm, um, hắn vội đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thanh trúc phong vân kiếm vừa mới chém xuống một kiếm, đã thu kiếm thế, một lần nữa hóa thành kiếm linh đồng tử bay trở về phía hắn bên này. Mà trong hư không chỗ kim đồng bên kia, thì như thiên địa sơ khai, lộ ra một lỗ hổng khổng lồ lớn ngàn trược, bên trong mặc dù cũng là một mảnh đen kịt, nhưng mơ hồ có thể thấy được, nơi đó đang có từng tia từng tia cương phong thẩm thấu vào. Thập phương vạn tiên đại trận, rốt cuộc bị xé mở một lỗ lớn. Trong lòng hàn lập vui mừng, thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, đang muốn đi qua xem xét cẩn thận, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được truyền đến, đồng thời còn không ngừng tăng vọt lên. Hắn quay nhìn lại, chỉ thấy trong thời gian cấm chế do mình dùng cụ tượng thời gian pháp tác tạo dựng ra, đang có một mảnh hào quang màu tím sáng lên, đồng thời hào quang càng ngày càng thịnh, phảng phất giống như mặt trời màu tím. Hàn lập nhướng mày, trong lòng lo lắng những vật chân ngôn bảo luân bị hao tổn, vội đưa tay vẫy một cái, triệt hồi cấm chế. Cùng lúc đó, thân hình cũng vội vàng bay ngược ra sau. Trên không giao trì, bốn người luân hồi điện chủ ma chủ lý nguyên cứu xích dung chiếm một phương vây cổ hoặc kim vào giữa cổ hoặc kim ta chủ tính vô số năm chính vì trận chiến hôm nay nạp mạng đi luân hồi điện chủ nhìn cổ hoặc kim trong mắt hiện lên một tiêu huyết hồng nói ra từng chữ từng câu điện chủ cho là mình thắng chắc sao cổ hoặc kim bị bốn người vây quanh cũng không kinh hoàng mảy may chỉ nhàn nhạt mở miệng nói tình thế bây giờ các hạ hẳn là còn có thủ đoạn có thể lật bàn những người ủng hộ đắc lực của ngươi đã phân tán ở các nơi trung thổ tiên vực ta đã sớm giam lại tất cả trận pháp truyền thống trong thiên đình ngươi nếu trông cậy vào có người trở về gấp rút tiếp viện ta khuyên ngươi hay là bỏ ý định này đi ma chủ nhìn lướt qua tu sĩ thiên đình đã sắp chống đỡ không nổi cười lạnh nói những tu sĩ đạo tổ đại la cảnh trước mắt này chiến lược chưa phải là cường đại nhất nhưng là nền tảng của thiên đình có thể quản hạt tất cả tiên vực nếu hôm nay đều bị tiêu diệt thiên đình lập tức bị phế đi hơn phân nửa chương 1372, thoát khốn. Cổ hoặc kim chỉ cười nhạt một tiếng với mấy lời nói của ma chủ, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết cực nhanh. Chỗ mi tâm hiện ra một đồ án phức tạp, thoạt nhìn rất giống một pháp trận. Đồ án phủ văn do 9 loại màu sắc khác nhau tạo thành, tỏa ra 9 loại quang mang với màu sắc khác nhau, trong mỗi một loại quang mang đều tản mát ra một loại lực lượng pháp tắc. Cửu sắc quang mang đan xen vào nhau, 9 loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau chẳng những không xung đột, mà mơ hồ còn tương dung với nhau bên trong cửu sắc quang mang ẩn chứa một cỗ khí thức vô cùng kỳ lạ, hơi giống với lực lượng thiên đạo, nhưng lại có chỗ bất đồng. ầm một tiếng, cửu sắc quang mang trói mắt từ trên người cổ hoặc kim bộc phát, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mấy động tác liên tiếp của cổ hoặc kim thực sự quá nhanh, đám người luân hồi điện chủ muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Cửu sắc quang mang quét qua thân thể bốn người, bốn người vội vàng thi pháp phòng ngự, nhưng cửu sắc quang mang cứ như vậy cuốn qua một cái, tựa hồ cũng không có ý định công kích bốn người ngươi đã làm gì sắc mặt ma chủ trầm xuống trong khi nói chuyện ngân quang trên người y đại phóng lập tức muốn động thủ lông mày luân hồi điện chủ cũng nhíu lại một cái quang mang đỏ sậm bên ngoài thân thể chớp động vào thời khắc này hai tiếng kinh hô có vẻ thống khổ từ bên cạnh truyền tới bất ngờ đến từ lý nguyên cứu và xích dung lúc này chỗ nghi tâm hai người bỗng dưng hiện ra hai đoàn cửu sắc đồ án từng sợi cửu sắc quang văn từ trong đồ án tuôn ra lan tràn cực nhanh ra toàn bộ thân thể hai người trong trước mắt, trên thân hai người hiện đầy cửu sắc quang văn. Hai người nhanh chóng đưa tay kết động pháp quyết, trên thân thể mỗi người hiện ra kim quang và xích mang trùng thiên, theo cửu sắc quang mang chớp động mà bắt đầu phập phồng theo. Cửu sắc quang mang tựa hồ muốn khống chế pháp tắc trong cơ thể hai người, nhưng Lý Nguyên Cứu và Xích Dung dù sao cũng là đạo tổ, tu vi vô cùng thâm hậu, nên cũng không dễ bị khống chế. Chỉ là hai lực lượng xung đột nhau như vậy, hai người cũng đã mất đi khả năng khống chế lực lượng pháp tắc, thần thông chợt giảm hơn phân nửa. Vào thời khắc này, kim ảnh phía trước hai người chấp động, hai cự trưởng màu vàng thình lình xuất hiện, mang theo liên tiếp tàn ảnh, cấp tốc chụp xuống đầu hai người. Cổ hoặc kim đã xuất thủ, lý nguyên cứu và xích dung lúc này hoàn toàn không có sức tránh né, mắt thấy sắp bị đánh trúng. Bất chợt, một tiếng giết chói tai truyền đến, hai đạo quang mang đỏ sậm xuất hiện chặn ngang, chắn trước cự trưởng màu vàng, lại là luân hồi điện chủ kịp thời xuất thủ, cả hai va chạm vào nhau, hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, quang mang đỏ sậm lập tức bị đánh nát bất quá cự trưởng màu vàng cũng bị trì hoãn trong chớp mắt. Hư không sao lưng Lý Nguyên Cứu và Xích Dung đồng thời rung động. Thân ảnh hai người bị hút vào, vù một tiếng, hư không tiêu thất. Cự trưởng màu vàng mãnh liệt hạ xuống, nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Hư không bên ngoài mấy trăm dặm khẽ động, thân ảnh Lý Nguyên Cứu và Xích Dung Lăng không xuất hiện, ma chủ và luân hồi điện chủ cũng lóe lên hiện ra bên cạnh. Hai vị, các ngươi không sao chứ? Ma chủ cảnh giác cổ hoặc kim ở xa xa kia, hỏi ấn ký ở trên trán muốn khống chế lực lượng pháp tác trong cơ thể chúng ta cũng không biết đây là vật gì tiến vào trong cơ thể ta từ lúc nào lý nguyên cứu vừa nói vừa dốc toàn lực đối kháng cửu sắc quang văn xích dung mặc dù không nói lời nào nhưng tình cảnh hiển nhiên không kém lý nguyên cứu bao nhiêu đây là đạo thần ấn luân hồi điện chủ nhìn kỹ cửu sắc ấn văn trên mi tâm hai người lý nguyên cứu sắc mặt ngưng tụ nói cái gì đạo thần ấn không phải thần thông dùng để đối kháng thiên đạo ăn mòn sao sắc mặt xích dung cả kinh không sai đây chính là đạo thần ấn bất quá ta cải biến một chút điện chủ không biết ngươi nghe sự tình đạo thần ấn từ nơi nào bất quá tình huống này ngươi hẳn là không đoán trước được hả thân ảnh cổ hoặc kim bay tới từ tốn nói luân hồi điện chủ lách mình chắn trước hai người lý nguyên cứu đang muốn nói gì thân thể đột nhiên hơi động quay đầu nhìn ra phía xa chỉ thấy từng đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến chính là mấy tu sĩ vừa mới rời đi lúc nãy lúc này mi tâm bọn họ rõ ràng đều xuất hiện đạo thần ấn văn khác thường như hai người lý nguyên cứu. Trên người họ tỏa ra các loại quang mang, trên mặt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên họ hoàn toàn không cách nào khống chế hành động của mình. Quang mang trên thân thể đám người này cực kỳ trói mắt mãnh liệt, giống như đang bị thiêu đốt sinh mệnh vậy, hội tụ thành một dòng nước lũ khổng lồ, thanh thế như nộ lôi chấp giật, hung hăng đánh tới phía sau lưng đại quân ma vực không hề phòng bị. Những tu sĩ này hoàn toàn không để ý sức chịu đựng của thân thể, thì triển thần thông vượt qua giới hạn phát huy ra chiến lược cao hơn một tầng so với ngày thường hơn nữa bọn họ giống như bị phát điên vậy liều mạng phát ra các loại công kích vô số đạo quang mang tiên khí đánh vào trong đại quân ma vực nhấc lên vô số gió tanh mưa máu tiếng gào khóc thảm thiết bên tai không dứt đám tu sĩ của mấy đại tiên vực này thực lực vốn đã cao hơn không ít so với đại quân ma vực lúc này lại liều lĩnh công kích mà đại quân ma vực vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức đại loạn vòng vây vốn nguyên vẹn rất nhanh bị xé rách, tu sĩ thiên đình bên trong vòng vây nhìn thấy cảnh này, đại hỉ, lập tức triệt hồi pháp trận, gia nhập vào bên trong đám tu sĩ điên cuồng kia. Hai quân tụ hợp một chỗ, lấy những tu sĩ điên cuồng kia cầm đầu, không dừng lại một chút nào, giết thẳng tới đại quân man hoang giới vực ở trước mặt, xông tới mạnh mẽ, tùy ý giết chóc. Những nơi đi qua, khắp nơi máu chảy thành sông, bạch cốt đầy trời. Hàn lập khó khăn thu hồi mấy thứ đồ vật thời gian pháp tắc như chân ngôn bảo luân một mảnh tử viêm đầy trời đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa màu tím, che phủ ra bốn phía. Hàn lập thấy không tránh né được, nhướng mày, trách mắng, không có thời gian rông dài với các ngươi. Dứt lời, hắn vận chuyển công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết trong cơ thể, trong miệng chợt quát một tiếng thiên phiên địa phúc, theo đó vỗ ra một trường. Chỉ thấy trận pháp không gian này vừa mới có một tia liên hệ với thiên địa ngoại giới, ngay lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị thay đổi, tất cả hỏa diễm cũng theo đó xoay chuyển, rơi từ trên không xuống. Ngay sau đó, một thủ ấn màu vàng trừng trăm vạn trượng thình lình hiện ra ở trong hư không, như một chiếc quạt hương bổ của thần, đánh tới phía hai người chu nhan. Cùng lúc đó, lực lượng dồi dào được dẫn vào từ ngoại giới, hóa thành một dòng nước lũ cực lớn mãnh liệt lao vào, theo thủ ấn màu vàng kia, điên cuồng vào tới. Dầm dầm dầm, theo một trận thanh âm nổ tung vang lên trong hư không, toàn bộ không gian đại trận bắt đầu co vào từng tầng từng tầng một, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, triệt để sụp đổ. Kim Đồng nhìn thấy phi thân thoát ra, lần nữa khôi phục bộ dáng thiếu nữ, bay trở về bên cạnh Hàn Lập. Nguyên Lai like chúng ta đang ở trong không gian vực ngoại, Kim Đồng nhanh chóng quét nhìn bốn phía, nói ra. Hàn Lập nhìn cái nứt không gian trong hư không ở khắp nơi xung quanh, tựa như cửa sổ trên mái nhà, trầm ngâm một lát, nói: "Không trách đại trận này khó phá như vậy, nguyên lai like là tập hợp lực lượng 10 tòa tiên vực." Lại nói: "Mấy tên đạo tổ này nếu không nhập trận quấy rối, nói không chừng có lẽ chúng ta sẽ không thoát khốn sớm như vậy." Dứt lời, hắn xoay người lại, nhìn thoáng qua chỗ hai người tử Sam đang ở rất xa. Chúng ta làm gì bây giờ? Sắc mặt Chu Nhan ngưng trọng, hỏi. Đại trận đã bị phá, chúng ta ngăn không được hắn. Tử Sam thở dài, nói. Thế nhưng, Chu Nhan còn muốn nói tiếp, lại bị tử Sam cắt lời. Minh Nguyên đã vẫn lạc, đông ly hổ trọng thương, ngươi và ta. Nói đến đây, tử Sam trần chờ một chút. Chúng ta thế nào? Chu Nhan vội vàng hỏi. Ngươi và ta, đồng dạng thân chịu trọng thương tử sam cắn răng chém ninh chặt sắt nói chu nhan nghe xong lập tức hiểu ý hai người nhìn một chút về phía hàn lập bên kia thân hình chuyển một cái bay lượn tới một trong số đạo kẽ nứt không gian hàn lập nhìn thấy hai người kia thoát đi cũng không xuất thủ ngăn cản mấy kẽ nứt không gian này sắp biến mất chúng ta phải làm thế nào kim đồng đột nhiên hỏi hàn lập nghe vậy nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện người thông đạo không gian kia đích thực là đang dần dần lấp đầy trong đó mấy cái đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi thôi. Phía đại quân man hoang giới vực, lúc này bị thế công điên cuồng của tu sĩ thiên đình làm cho kinh sợ, nguyên bản trận thế chỉnh tề bắt đầu loạn cả lên. Ở chỗ xa nơi tu sĩ các phái dừng lại, chỉ có số ít người còn lưu tại đó, không bị đạo thần ấn khống chế. Mi tâm ba người thương ngô chân quân cũng hiện ra đạo thần ấn văn, bên ngoài thân hiện ra từng đạo cửu sắc linh văn, ý đồ điều khiển lực lượng pháp tác trong cơ thể bọn họ. Ba người tận lực ngăn cản, đứng thẳng bất động tại chỗ lực lượng pháp tác trong cơ thể ba người mặc dù bị khống chế ngũ quan cũng không mất đi nhìn thấy xa xa tình hình chiến đấu đột biến trong lòng ba người đều khiếp sợ không thôi cổ hoặc kim vậy mà ẩn giấu thủ đoạn thế này nếu vậy chiến cuộc vẫn chưa rõ ràng mấy vị đạo tổ đang giao thủ kịch liệt nhìn thấy tình huống phía dưới thần sắc khác nhau đạo tổ phía thiên đình đại hỷ bốn tộc ma vực cùng đám người bạch trạch thì sắc mặt lại trầm xuống không ngờ đạo thần ấn còn có cách dùng bực này ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Bất quá chỉ dựa vào thứ này, các hạ muốn lật bàn thì vẫn chưa đủ. Luân hồi điện chủ nhìn tu sĩ điên cuồng bốn phía đang sung phong liều chết, ánh mắt yên tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, hai tay gã bấm niệm pháp quyết, chỗ nghi tâm đại thịnh tinh quang. Một sợi xiềng xích vô hình từ đó bắn ra, lóe lên nhập vào không gian tối tăm mở mịt phía trên. Ma chủ cũng lập tức bấm niệm pháp quyết phung lên, một đạo ngân quang thô to bắn ra, nhập vào nơi xiềng xích chui vào chỗ kia tiếng xoẹt vang lên, trong không gian tối tăm mờ mịt đột nhiên có một đạo tia chớp màu xám xẹt qua. Ngay sau đó đạo thứ hai cũng nổi lên, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong chớp mắt, mấy trăm đạo tia chớp màu xám xuất hiện, hình thành một đại môn do lôi điện màu xám tạo thành. Đây là, cổ hoa kim nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, sau đó lập tức đảo ra một quyền. Âm một tiếng, một quyền ảnh màu vàng như ngọn núi nhỏ thình lình xuất hiện, đánh tới phía đại môn lôi điện màu xám. Trên quyền ảnh màu vàng này có một chữ vương cực lớn, tản mát ra bá khí vô tận, hiển nhiên là một môn thần thông cực kỳ cao thâm. Quyền ảnh chưa đến, lực lượng khổng lồ đã xuyên thấu qua đại môn lôi điện màu xám, áp lên trên thân đám người luân hồi điện chủ. Không khí xung quanh tựa hồ như trong nháy mắt bị rút khô vậy, bốn người chợt cảm thấy không thể thở nổi. Người chuyên tâm thi pháp, để ta ngăn cản hắn, ma chủ khẽ quát một tiếng, thân hình bắn ra, y đưa tay điểm vào hư không một cái, đồng thời miệng phun ra một chữ định lập tức lấy ma chủ làm trung tâm trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh hiện ra vô số ngân quang nguyên bản không gian vỡ vụn trong nháy mắt khôi phục hơn nữa còn trở nên vững chắc hơn so với trước đó ngàn vạn lần một cỗ lực lượng không gian vừa huyền diệu vừa cường đại dập dần ở trong ngân quang trong phạm vi mấy vạn dặm tất cả mọi thứ cố định bất động như bị đông cứng lại vậy quyền ảnh màu vàng cũng bất động tại nơi đó không cách nào tiến lên mảy may bất quá không gian nơi đám người luân hồi điện chủ đứng thêm cả quang môn lôi điện màu xám lại không bị đông cứng, hết thảy như thường. chương 1373, chuẩn bị phía sau. Luân hồi điện chủ thấy ma chủ sử dụng không gian pháp tắc để giam cầm hư không, ánh mắt hơi buông lỏng. Mười ngón tay của gã nhanh chóng chuyển động, tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Theo càng ngày càng nhiều lôi điện màu xám đột nhiên xuất hiện, dồn dập tràn vào cánh cổng lôi điện màu xám kia. Nó càng lúc càng trở nên chói mắt, làm cho hết thảy bốn phía phải ảm đạm phai mờ, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại cánh cổng này giữa cánh cổng vô số lôi điện tụ tập lại dưới sự khống chế của một cỗ lực lượng vô hình thay đổi phương hướng chuyển động tạo thành một cơn lốc xoáy trong vòng xoáy vô số lưu quang nhảy lên hỗn loạn nhanh chóng tạo thành một cánh cửa không gian thông đạo màu đen sắc mặt cổ hoặc kim không thay đổi chỉ giơ lên cánh tay nhẹ nhàng lắc tay áo một cái hai mắt y bỗng nhiên sáng lên kim quang trói mắt làn ra bên ngoài của hai tay cổ đầu và các bộ phận chợt hiện ra từng đường vân cổ quái, tối nghĩa khó hiểu. Nó cùng đường vân trên áo bảo liên kết với nhau, giống như những mạch máu nhỏ, mặt ngoài không ngừng chập trần kim quang, lưu chuyển liên tục. Nhưng quỷ dị là trên chiếc xe lăn y ngồi, cũng thình lình nổi lên những đường vân cổ quái, liên kết với những đường vân trên người. Những kim quang này mỗi lần chấp động, lập tức có một vòng kim quang từ bên ngoài thân nổi lên. Lấy cổ hoặc kim ngồi trên xe lăn làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía, dần nhạt đi khi tỏa ra xa. Chỉ một thoáng, đã có hàng trăm hàng ngàn đạo kim quang khuếch tán ra. Từ xa nhìn lại, giống như có từng hư ảnh cổ hoặc kim bao phủ trong kim quang bay ra. Trong những kim quang này ẩn chứa một cỗ thời gian pháp tắc chi lực cực kỳ khổng lồ, nhưng lại khác với thời gian pháp tắc do cổ hoặc kim thi triển trước đó, hết sức cuồng bạo. Những kim quang này không ngừng cùng ngân quang bốn phía trộn lẫn vào nhau, làm cho gần ngàn dặm không gian hình thành một màu kim ngân không ngừng luân chuyển lẫn nhau càng tô thêm vẻ đẹp mắt không gian bị ngân quang đông kết dưới sự ăn mòn vô cùng vô tận của kim quang trở nên rung động kịch liệt sau đó rốt cuộc không chịu nổi đột nhiên đổ sụp nhấc lên từng luồng không gian phong bạo phá toái hư không giống như một tòa cung điện lưu ly bị nghiền nát biến thành vô tận mảnh vỡ màu bạc nhỏ dưới từng luồng không gian phong bạo quét qua tản ra khắp mọi nơi ma chủ cũng không ca kinh ngạc khi không gian đông kết bị phá vỡ đưa tay vỗ vào hư không một cỗ không gian pháp tắc chi lực tuôn ra. Bạo liệt sinh ra từ không gian phong bạo chi lực lập tức tăng hơn gấp 10 lần, cuốn lấy vô số mảnh vỡ ngân quang, xen lẫn từng đạo không gian vỡ vụn, hội tụ thành một cỗ không gian loạn lưu hùng vĩ không gì sánh được. Nó cuốn cả quyền ảnh màu vàng và cả cổ hoặc kim vào trong đó. Cỗ không gian loạn lưu này được ma chủ dùng không gian pháp tắc tăng phúc, hiển nhiên trong đó tràn ngập lực lượng không gian nên không thể khinh thường. Quyền ảnh màu vàng bị cuốn vào lập tức bị nhấn chìm, sau đó phốc một tiếng vỡ ra cổ hoặc kim không kịp để phòng cũng bị cuốn về phía sau một đoạn. Nhưng khi kim quang trên người y vừa sáng lên, thân hình lập tức ổn định, toàn thân không bị tổn thương chút nào. Lúc này luân hồi điện chủ đã thi pháp xong, hai tay chấn động, miệng hét lớn một tiếng. Mở, cánh cổng do vô số lôi điện màu xám tạo thành sáng lóa mắt, vòng xoáy đã tràn ngập cánh cửa, nhưng theo chữ mở vang lên, những ánh sáng xám kia lập tức tan thành mây khói, trong quang môn mọi thứ trở nên rõ ràng. Đó là một thế giới tối tăm mờ mịt, Bầu trời màu trắng, mây xám kéo dài vạn dặm, mặt đất và dãy núi màu đen. Mọi thứ trong tầm mắt đều do hai màu đen trắng tạo thành, cho người ta một loại cảm giác vô cùng tiêu điều một ngạt. Mà trên mặt đất và những dãy núi màu đen này, thình lình đứng đầy từng bóng người màu xám, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, là từng tên tu sĩ hồi giới. Số lượng rất nhiều, nhiễm nhiên có thể so sánh với đại quân ma vực hoặc man hoang giới vực. Tu vi những tu sĩ hồi giới này đều bất phàm, hiển nhiên đều là tinh nhuệ nhất là trong đó còn có một số trảm thi hôi tiên, đều là đại la cảnh. Thiên đình bên kia, không ít tu sĩ đại la cũng nhìn qua những trảm thi hôi tiên, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Trong mây xám cuồn cuộn tràn ngập nguyên khí hồi giới, va chạm cùng thiên địa linh khí nơi đây ầm ầm, phát ra vô số âm thanh như sấm rền. Thiên địa linh khí hoàn toàn trái ngược với nguyên khí hôi giới, hai bên đụng một cái, thiên địa linh khí phụ cận giao chỉ nhanh chóng trở nên mỏng manh. Ngay lúc chém giết kịch liệt, bỗng đại quân tu sĩ thiên đình cùng ma vực, màn hoang giới vực đều chỉ hoãn động tác hồi tiên mọi người ở đây đều có kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra lai lịch hồi tiên lớn tiếng kinh hô trong cánh cửa ánh sáng xám lóe lên thân ảnh ba người toàn thân phát ra ba động kinh người từ trong quang môn xuất hiện đi đầu là một nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch ngũ quan góc cạnh rõ ràng chỉ là thần sắc có chút hờ hứng chính là âm thừa toàn mặt khác hai người kia một người trong đó thân hình cao lớn toàn thân đen kịt không gì bằng giống như hắc kim cương, dường như đến từ hắc thẳng vực. Một người khác thì toàn thân bị mũ áo màu xám che lại, không thấy rõ dung mạo. Dưới áo choàng rũi ra hai cánh tay thật dài, phía trên che kín da nhân màu nâu, giống như thi thể bị ngâm nhiều năm trong nước. Toàn thân gã tỏa ra khí tức u lãnh, cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Khí tức hai người này đều không kém âm thừa toàn, hiển nhiên cũng là tồn tại đạo tổ. Ba người vừa mới xuất hiện, một người trong đó đưa tay lên, chỉ về phía tu sĩ thiên đình một cái ầm um, vô số tu sĩ hồi giới bay nhào ra hóa thành một cơn sóng giữ màu xám ngăn lại đám tu sĩ đang điên cuồng giết chóc chém giết nhau nguyên khí hồi giới chuyên khắc chế thiên địa linh khí tu vi của tu sĩ thiên đình mặc dù cao hơn những người hồi giới nhưng thế công cũng lập tức chậm lại đi đầu đại quân hồi giới là mười mấy tên trảm thi hồi tiên cuốn lấy mười mấy vị tu sĩ đại la của thiên đình trong những hồi tiên này có một số là do những đại la này chém ra song phương đều hiểu rõ những đại la thiên đình kia mặc dù bởi vì đạo thần ấn, thực lực đại tăng, nhưng vẫn bị hôi tiên cuốn lấy. Không có đại la dẫn đầu, thế công của tu sĩ thiên đình lập tức đình trệ. Đại quân ma vực và man hoang giới vực lập tức tự mình chỉnh đốn lại nhân mã, rồi tiếp tục đánh về phía tu sĩ của thiên đình, bao vây chúng lại. Ma chủ và bọn người xích dung thấy thế cục lần nữa ổn định, nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc luân hồi điện chủ bình tĩnh, không chút thay đổi vì thế cục biến đổi, chỉ nhìn cổ hoặc kim chằm chằm, lý nguyên cứu một mực nhắm mắt đứng yên ở phía sau đột nhiên mở to mắt trên thân sáng lên kim quang làm cho hào quang chín màu bên ngoài thân ảm đạm một chút thừa cơ lão há miệng phun một cái phun ra một đoàn hào quang năm màu là một cái bình tròn nhỏ tỏa ra ngũ sắc kim đỏ lam lục vàng thình lình giống y đúc tiểu bình ngày đó bọn người giao tam đoạt từ cửu nguyên quan bình nhỏ năm màu vừa rời miệng lý nguyên cứu lập tức đại thịnh quang mang miệng bình phun ra một cỗ hào quang năm màu bao phủ lại thân thể lý nguyên cứu trong hào quang năm màu thình lình ẩn chứa năm loại pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ giữa chúng chẳng những không xung đột ngược lại giống như đạo thần ấn chúng hòa hợp lẫn nhau có xu thế dung hợp lại từng chút một bình nhỏ quay tròn chuyển động phần phật một tiếng một cỗ hấp lực vô cùng cường đại từ trong bình phát ra hào quang chín màu trên người lý nguyên cứu vậy mà nhanh chóng tan ra chui vào trong bình nhỏ sắc mặt lão ngưng trọng kim quang trên thân lần nữa sáng lên phảng phất vô số cương châm màu vàng, bước bách trên thân hào quang chín màu, lập tức càng nhiều hào quang chín màu ly thể bay ra bị hút vào trong bình. Cứ như vậy qua mấy hơi thở, bành một tiếng vang nhỏ, văn ấn chín màu trên mi tâm của Lý Nguyên cứu vỡ nát, hào quang chín màu trên người đều bắn ra, chui vào trong bình nhỏ năm màu. Cổ hoặc kim thấy cảnh này, có chút động dung, vào thời khắc này, bá một chút, ba bóng người màu xám chấp động, ba người âm thừa toàn bỗng nhiên xuất hiện tại phụ cận luân hồi điện chủ, phối hợp với luân hồi điện chủ và ma chủ, lần nữa vây cổ hoặc kim vào giữa ánh mắt lý nguyên cứu khẽ động lập tức bấm niệm pháp quyết chỉ về phía xích dung điểm một cái tiểu bình năm màu trên đỉnh đầu lão lập tức bắn ra bay tới trên đầu xích dung lúc này lý nguyên cứu đã khôi phục thần thông điều khiển bình nhỏ huy năng lập tức lớn hơn rất nhiều bình nhỏ năm màu lập tức phồng lớn lên mấy lần rơi xuống trao đảo một cái miệng bình tỏa ra vô số ngũ sắc phù văn sau đó một cỗ hào quang năm màu lớn hơn so với trước gấp bội từ đó bắn ra bao lại xích dung đạo thần ấn trên người xích dung lập tức bắt đầu thoát ly, mấy hơi thở sau, đạo thần ấn trên người cũng ẩm vang vỡ nát. Thân ảnh hai người nhoáng một cái, cùng vây quanh cổ hoặc kim. Bảy đạo tổ liên thủ, một người đủ để hủy thiên diệt địa, cùng nhau phát ra uy áp bao vây cổ hoặc kim lại. Âm đạo hiếu, là đạo hiếu, vị này, hẳn là nhiếp hồn đạo hiếu ở hôi giới luôn luôn độc lai độc vã ngà. Các hạ vậy mà có thể lôi kéo ba người bọn họ đến đây, cổ mỗ thật sự bội phục. Ánh mắt cổ hoặc kim đảo qua trên ba người âm thừa toàn, rồi rơi vào trên thân luân hồi điện chủ, vỗ tay cười to nói. Biết âm mưu các hạ, chỉ cần không phải đồ ngốc, ai cũng hiểu nên làm thế nào. Muốn trách, thì trách người tham niệm quá lớn, vậy mà muốn mưu đồ toàn bộ thế giới. Luân hồi điện chủ từ tốn nói, thanh âm gã không lớn, lại truyền ra cực xa. Trần Như Yên cùng bốn vị đạo tổ ma vực chém giết, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, bỗng năm ngón tay vung lên năm đạo lam quang như gợn nước từ đầu ngón tay nàng bắn ra, nhanh chóng phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành năm đạo gợn sóng ngập trời. Nó bao phủ toàn bộ bầu trời, nhào về phía nữ tử tà mị và thiếu phụ váy trắng xấu xí biến thành cự thú. Quanh người nữ tử tà mị kia có những đóa hoa tím đen ẩn chứa kịch độc, ăn mòn, cực kỳ khó chơi, nhưng phải tới gần mới có thể phát huy được tác dụng. Nó đối mặt sóng lớn lại không có bao nhiêu tác dụng, lần đầu tiếp xúc, lập tức bị cuồn cuộn cơn sóng làm cho uốn lượn lắc lư, giống như cây rong trong nước khuôn mặt nữ tử trầm như nước tay phải vung lên hư không trong tay nhiều ra một thanh trường đao phủ kín ma văn tím đen đón đầu gợn sóng ngập trời bổ ra một đao một đạo đao mang màu tím đen dài đến vạn trượng bắn ra chảm lên trên sóng giữ ngập trời thiếu phụ váy trắng xấu xí biến thành cự thú đầu sư tử chín con mắt trên mặt đồng thời mở ra chín đạo quang trụ đen nhánh phun ra hội tụ thành một đạo quang trụ màu đen thô to không gì sánh được bên trong nó quấn quanh từng đạo thiểm điện đen nhánh phát ra thanh âm tư tư dọa người cũng đánh vào trên sóng giữ ngập trời. Dưới một trận ù ù tiếng nổ, trong cơn sóng ngập trời kia lập tức bị đánh ra hai lỗ hồng to lớn, đao mang và hắc quang nhanh chóng bay về phía Trần Như Yên. chương 1374, trò hay trình diễn. Bị bổ ra lỗ hồng, thao thiên cự lãng ẩm vang tán loạn, nhưng sau một khắc, bọt nước văng khắp nơi lại lần nữa tụ lại, biến thành một đợt sóng lớn mới, bất luận là độ lớn hay là khí thế đều lớn hơn trước đó. Đao mang tím đen và quang trụ màu đen mới đầu thế như trẻ tre, bổ ra từng đợt từng đợt sóng lớn, nhưng mà mỗi lần những sóng lớn này bị đánh phá thành mảnh nhỏ, cũng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, khí thế lại càng trở nên kinh người. Nữ tử tà mị và cự thú đầu sư tử mặc dù không ngừng bổ ra đao mang, bắn ra quang trụ, nhưng đối mặt sóng lớn kéo dài không dứt, cuối cùng lực vẫn thua, tất cả công kích nhắc lên bị một thao thiên cự lãng che khuất bầu trời bao phủ hoàn toàn. Một loạt biến hóa này nói đến phức tạp, kỳ thật phát sinh trong chớp mắt. Thao thiên cự lãng cắn nuốt hết công kích của hai người, không ngừng chút nào, hung hăng đâm vào trên thân nữ tử tà mị và cự thú sư. Một cỗ cự lực ngập trời không cách nào nói rõ nhấc lên ẩm vang, đánh cả hai bay ra ngoài. Nữ tử tà mị và bàn phụ váy trắng biến thành cự thú thi triển thủ đoạn rất nhanh ổn định thân hình, đang muốn lại lần nữa công lên, nhưng thân hình trần như yên khẽ độc, hóa thành một sợi khói xanh thoát ly chiến trường, xuất hiện ở ngoài trăm giảm. Hai vị đạo hiếu, thắng bại giữa chúng ta cũng không trọng yếu. Không bằng chúng ta tạm thời tiết kiệm chút khí lực, nhìn xem kết quả bên kia, như thế nào. Trần Như Yên nhìn hai người mỉm cười, nói như thế. Mơ tưởng, trong mắt nữ tử tà mị tràn đầy vẻ ghen ghét, cũng không muốn dừng tay, trường đao tím đen trong tay lần nữa dơ cao, muốn lần nữa bổ ra. Hạ Lan muội tử, nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Không bằng chúng ta tạm thời dừng tay, chờ kết quả ma chủ bên kia, lại tính cũng không muộn. Trên thân cửa thú mặt sư tử lóe lên hào quang, lần nữa biến thành bàn phụ váy trắng, Đưa tay ngăn trước người nữ tử tà mị tên là Hạ Lan kia. Sắc mặt Hạ Lan biến đổi mấy lần, cũng không muốn buông xuống trường đao trong tay. Bất quá ánh mắt hai nữ tử nhìn chăm chú không rời khỏi Trần Như Yên, phòng ngừa nàng thoát thân rời đi. Trần Như Yên nhìn ra dụng tâm của hai người, cười nhạt một tiếng, không làm ra cử động đáng nghi nào, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về bọn người ma chủ phía xa. Cơ hồ ngay lúc tranh đấu của đám Trần Như Yên bên này dừng lại, Ẩn Minh đạo tổ cũng đột nhiên nhẹ nhàng lui lại ta nói hai vị đạo hiếu cho hay bên kia sẽ nhanh chóng diễn ra đây chính là cảnh vạn năm khó gặp các ngươi không muốn nhìn xem sao một thanh âm trầm thấp vang lên đây là lần đầu tiên ẩn minh đạo tổ mở miệng thầy khô vạn trưởng và nam tử mặc hoàng bào liếc nhau mặc dù không nói chuyện nhưng cũng không xuất thủ tiếp khác với cuộc chiến của trần như yên và ẩn minh đạo tổ bên này tranh đấu giữa sáu người bạch trạch bạch vân đạo tổ chẳng những không dừng tay ngược lại càng ngày càng thêm ác liệt thấy cổ hoặc kim bị bảy người vây quanh trong lòng đám ba người bạch vân đạo tổ khẩn trương liều mạng muốn thoát khỏi ba người bạch trạch đi qua viện thủ tự nhiên tận hết sức lực thi triển ra tất cả vốn liếng các loại lực lượng pháp tắc linh vực tiên bảo giao thoa hoành hành ba người bạch trạch đang trong thế cục tốt đẹp há lại để ba người rời đi tất nhiên cũng toàn lực ngăn cản lúc này ba người cũng đã biến thành bản thể bạch trạch hóa thành một đầu thủy thú màu trắng đầu có hai sừng dưới hàm mọc ra tròm dâu giống như dê rừng lúc miệng khép mở phun ra ngàn vạn đạo phong bạo màu trắng nhạc miệng thì hóa thành du thiên côn bằng, quanh người quấn quanh vô số lôi điện, những nơi đi qua, đều hóa thành một mảnh lôi quang. Đại hán đầu chọc kia lại hóa thành một đầu cự thú màu đen to lớn như núi cao, như cá mà không phải cá, thân hình so với bạch trạch, nhạc miệng còn muốn lớn hơn hơn phân nửa. Cự thú có dung mạo xấu xí, nhất là cái miệng cực lớn, cơ hồ chiếm nửa cái đầu. Trong miệng lớn tràn đầy răng nanh vô cùng tối tăm, phảng phất kết nối với một thế giới khác, bắn ra hấp lực cường đại hết thảy đồ vật phía trước nó đều sẽ bị một ngụm nuốt mất, có khi nuốt hơi dùng quá sức, lôi kéo thẳng cả mảng lớn hư không vào theo. Sáu người mặc dù đều là cảnh giới đạo tổ, về phương diện uy năng pháp tác và lực lượng ngang nhau không sai biệt lắm. Nhưng ba người bạch trạch chính là chân linh, nhục thân căn cơ hùng hậu không gì sánh được, mặc cho ba người bạch vân đạo tổ điên cuồng tấn công thế nào, đều không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Các người muốn giết ta, cổ hoặc kim nhìn bảy người chung quanh, trên mặt không có vẻ gì khẩn trương, chỉ mở miệng hỏi như nói chuyện phiếm muốn trách thì trách ngươi quá tham lam ánh mắt ma chủ nhìn chăm chú cổ hoặc kim cười lạnh một tiếng nói tham lam cổ mỗ bất quá là muốn nhìn một chút điểm cuối cùng của thế giới này rốt cuộc là có cái gì chư vị có thể thu luyện tới cảnh giới bây giờ trong lòng hẳn là cũng có một hai chấp niệm cổ hoặc kim từ tốn nói tay để trong ống tay áo im lặng bóp nát một chiếc nhẫn màu đen mang theo cổ hoặc kim cáo giả đừng để hắn lại thi triển thủ đoạn gì đó kéo dài thời gian cùng tiến lên ánh mắt luân hồi điện chủ ngưng tụ tựa hồ phát hiện cái gì một trường đánh giết tới cổ hoặc kim không trung lập tức xuất hiện bóng dáng một tôn quỷ thần toàn thân có màu đỏ sập bên ngoài thân còn mặc một bộ cốt giáp một cỗ luân hồi pháp tắc quấn quanh không ngừng biến ảo phát ra tiếng vang ù ù tựa như đang gào thét mãnh liệt vị quỷ thần này cũng một trường đánh giết tới trong nháy mắt xé rách cả thời gian không gian chém về phía đầu cổ hoặc kim bọn người ma chủ thấy luân hồi điện chủ xuất thủ, lập tức cùng động thủ không gian phá toái kim đế liệt thiên hỏa thần hàng thế u huyễn diệt sát bá đạo tinh không thôn hồn vệ phách trên thân bọn người ma chủ đạt đến sáu đạo pháp tác mạnh nhất tự mình thi triển công kích cường đại nhất đánh về phía cổ hoặc kim chỉ một thoáng phương viên hư không vạn dặm đều bị cỗ khí thế này chấn phá hư không liên tiếp bị phá toái kim quang tràn ngập thiên địa đủ xé rách hết thảy hỏa diễm luyện ngục gần như trong suốt bóng đen vật chất vô hình tinh quang sáng chói mắt, quấy cho vùng thế giới này tựa như luyện ngục. tất cả mọi người thân ở trong giao trì, thậm chí đại quân hai tộc yêu ma thấy tình thế không ổn, sớm đã nhao nhao chạy trốn ra ngoài vạn dặm. trong đó người có tu vi hơi yếu, trực tiếp chôn vùi trong mảnh thủy chiều ngũ quang thập sắc pháp tắc này, thần hình câu diệt. tâm thần tất cả mọi người rung động mạnh, chỉ dám đứng xa xa quan sát, không dám quá phận tới gần. rốt cuộc cấp bậc đạo tổ trung cực triển khai đạo sức, cổ hoặc kim làm thời gian đạo tổ, thân đứng đầu thiên đình thất quân đứng đầu một trong tam đại trí tôn pháp tắc là thời gian pháp tắc không biết bao nhiêu vạn năm, luận thực lực có thể nói có một không hai đương thời. Mà bảy người vây quanh cổ hoặc kim, luân hồi điện chủ và ma chủ đương nhiên không cần phải nói, chính là hai người đương thời ngoại trừ thời gian pháp tắc tu pháp tắc đạt đến đỉnh phong, cho dù không cường hoành bằng cổ hoặc kim, trên phương diện pháp tắc cũng có thể nói địa vị ngang nhau. Năm người còn lại thì lai lịch cũng không nhỏ, sở tu pháp tắc cho dù không bằng tam đại trí tôn pháp tắc, nhưng cũng là tồn tại không thể khinh thường dù sao ba ngàn đại đạo thế gian này bao hàm toàn diện bao gồm hết thảy quy tắc thế gian trong đó bất luận tu một loại pháp tắc nào tới cực hạn đều đã thấy rõ một đạo chân lý nào đó mặc dù nguyên bản năm loại pháp tắc này còn không cách nào chống lại thời gian pháp tắc nhưng bây giờ cùng với luân hồi và không gian bảy đạo pháp tắc chảy xuống dòng dòng tự nhiên có thể tranh cao thấp một hai cùng thời gian pháp tắc mạnh nhất thế gian tất cả mọi người bắt đầu ngừng thở muốn nhìn một chút rốt cuộc hưu chết vào tay ai lấy cổ hoặc kim làm trung tâm ngàn dặm hư không trong nháy mắt điên cuồng đổ sụp tựa hồ trụ trời bỗng chốc bị đánh nát thế giới không được trèo trống sụp đổ xuống rốt cuộc trong mắt cổ hoặc kim hiện lên một tia ngưng trọng hai tay bấm niệm pháp quyết đường vân trên dưới thân thể và cả trên xe lăn đại thịnh kim quang sau đó lập tức co lại ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu vàng óng giống như thực chất áo giáp trước ngực khảm nạm một bức đồ án hình rồng to lớn từng đường cong trôi chảy lồi ra từ trên đồ án hình rồng dọc theo người ra ngoài lại hình thành từng mai từng mai lân phiến lan tràn đến các nơi toàn thân đồng thời thỉnh thoảng phun ra bốn phía từng ngọn lửa màu vàng nhìn không thể phá vỡ áo giáp màu vàng óng vừa mới ngưng tụ thành công kích bảy người ầm vang cuốn tới bảy cỗ lực lượng pháp tắc không cách nào nói rõ gia tăng trên thân cổ hoặc kim va chạm cùng thời gian pháp tắc chi lực khuấy động bên ngoài thân trong sát na bảy cỗ lực lượng pháp tắc này và kim quang giao nhau hơi dừng lại một sát na nhưng chính một sát na chớp mắt này cả người cổ hoặc kim bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh lên phía trên kim quang vọt thẳng phá bảy cỗ lực lượng pháp tắc trói buộc phá kén mà ra nhưng áo giáp màu vàng óng và cả kim quang bao phủ quanh thân cổ hoặc kim cũng trực tiếp bị bảy đạo lực lượng pháp tắc xé rách cổ hoặc kim treo trên không trung vạn trượng kim quang trên mi tâm chấp liên tục mấy lần mảng lớn kim quang từ bên ngoài thân hiển hiện áo giáp trên thân bị phá toái trong khoảnh khắc chữa trị cả người chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như thường phảng phất trước đây chưa phát sinh cái gì. Cổ hoặc kim đã tu thành thời quang hồi tố, thủ đoạn bình thường căn bản không thể tổn thương đến hắn. Ánh mắt luân hồi điện chủ hơi chấp động, nói ra. Người hiểu ta, điện chủ, cổ hoặc kim nhìn luân hồi điện chủ một chút, cười ha ha nói. Thời quang hồi tố mặc dù nghịch thiên, nhưng lấy trạng thái người bây giờ, thì có thể thi triển mấy lần. Ma chủ lạnh giọng cười một tiếng, vừa nói xong, hai mắt y lóe lên ánh bạc, sau một khắc, hư không quanh thân cổ hoặc kim đại thịnh ngân quang, không gian trong nháy mắt lấp đầy, đồng thời triệt để đông kết, thân hình cổ hoặc kim lập tức bị giam cầm ở nơi đó. Bốn bề hư không quanh hắn đã bị ta đông kết, nhanh. Ma chủ khẽ quát một tiếng, mấy người còn lại hiển nhiên không cần y hô quát, sớm đã xuất thủ đoạn, chỉ một thoáng năm sáu đạo linh vực pháp tắc nổi lên, điệp ra bao phủ lên người cổ hoặc kim, giam cầm thân hình gã càng thêm nghiêm mật. Duy chỉ có luân hồi điện chủ không xuất thủ, khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc phí công mà thôi, cổ hoặc kim cười nhạt một tiếng, áo giáp trên thân đột nhiên lóe lên, tỏa ra vạn đạo kim quang, phảng phất vô số kiếm ảnh cắt chém lên không gian đông kết chung quanh. Trong tiếng xé vải xoẹt, không gian phụ cận lần nữa bị cắt nát, mấy linh vực giam cầm chi lực kia cũng bị cắt nát hết thảy. Cổ hoặc kim lập tức khôi phục tự do, quay người như thiểm điện, nâng lên một tay, như chậm thực nhanh xông về phía bảy người luân hồi điện chủ. Một quyền ảnh màu vàng lớn như núi trống rỗng xuất hiện, phía trên chấp động lên một chữ, vương, trói mắt, thập phần bá khí, đánh về phía bảy người, chính là thần thông trước đó đã thi triển qua một lần. Chỉ là lần này quyền ảnh cực kỳ cô động, ẩn chứa lực lượng cường đại gấp 10 lần so với trước đó, không gian mặt kính do ma chủ ngưng kết giống như đều vỡ nát. Lại là một chiêu này, chư vị, cổ hoặc kim cách thiên đạo tương dung chỉ sợ chỉ còn một bước, đã không dám vận dụng quá nhiều lực lượng pháp tắc, cùng phá hắn nào. Ma chủ lạnh lùng nói, đây chính là cơ hội trời cho, hôm nay chúng ta dù hao tổn cũng phải mài chết vị đệ nhất nhân thiên đình này. Âm thừa toàn cười hắc hắc một tiếng nói, cổ hoặc kim rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, tựa hồ một mực cố ý kéo dài thời gian, luân hồi điện chủ thấy vậy, lông mày nhăn lại càng chặt. Đang cân nhắc, bảy người hợp lực một kích, phá vỡ quyền ảnh màu vàng, tiếp tục truy sát về phía cổ hoặc kim. chương 1375, Thiên đạo Trung Yên Bảy dòng lũ ẩn chứa vô thượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng cuốn đến cổ hoặc kim. Cổ Hoa Kim ngồi trên xe lăn, trên mặt ngoại trừ nhiều hơn một phần ngưng trọng, cũng không có cảm giác bối rối chút nào. Ngay lúc bảy dòng lũ pháp tắc sắp bao phủ thân hình y, quanh thân y lại nổi lên mảng lớn kim quang. Mà trong kim quang này, cả người y lại mơ hồ, lần nữa lách mình tránh thoát công kích của bảy người. Y hiện ra cách đó vạn giảm, nhưng y vừa mới ổn định thân hình, bầu trời trên đỉnh đầu liền ảm đạm, một cự trường đỏ sậm bao trùm vạn giảm hư không nổi lên, đột nhiên chụp xuống. Cự trường chưa rơi xuống, hư không phía dưới đã bị bao bọc bởi một mảnh màu đỏ sậm. Dưới lòng bàn tay, một hư ảnh luân bàn lục giác to lớn vô cùng nổi lên, nhanh chóng chuyển động quay tròn, từng luồng từng luồng lực lượng vô hình đè ép xuống phía dưới. Chỉ một thoáng, lấy cổ hoặc kim làm trung tâm, hư không xung quanh trở nên vặn vẹo một mảnh, tạo thành hàng ngàn hàng vạn vòng xoáy hư không lớn nhỏ không đều, chẳng chịt bao phủ cổ hoặc kim vào trong đó. Ở giữa mỗi một vòng xoáy xoay tròn đều nổi lên mảng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó có từng đạo thân ảnh chấp hiện bay nhanh, tản mát ra một cỗ khí tức minh mông không cách nào nói rõ. Vậy mà lúc này cổ hoặc kim lại không tránh không né, quanh thân lưu chuyển kim quang, tỏa ra một không gian kim quang không lớn lắm, khiến cho những vòng xoáy kia không thể tới gần người. Chỉ là vòng xoáy càng ngày càng nhiều, khiến cho không gian kim quang trống lên có vẻ hơi vặn vẹo, ngay cả nó cũng không cách nào thấy rõ. Phía trên cự trường đỏ sập, thân hình luân hồi điện chủ nổi lên. Lúc này, thân hình gã so với trước thon gầy hơn không ít, một thân áo bảo đón gió phần phật, có vẻ hơi rộng. Trên mặt và tay gã bị từng đường vân màu đỏ sậm giữ tợn bao bọc, hai gò má trên mặt lõm vào, thần sắc ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói ra. Chư vị, cổ hoặc kim đã bị ta tạm thời vây khốn, đừng tiếc rẻ pháp tắc các ngươi, thành bại ở lần nhất kích này. Lời còn chưa dứt, sáu thân hình với màu sắc khác nhau từ sáu phương hướng mau chóng bay đến phía cổ hoặc kim, sáu cỗ lực lượng pháp tắc hơn xa trước đây, như bài sơn đảo hải ép đến cổ hoặc kim. Bên ngoài 10 vạn giảm, đám người vây quanh nhau nhau dùng thần thức khóa chặt trận chiến kinh thiên này, đã sớm bị từng màn chiến đầu này làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tranh đấu thuộc về trí cường giả thế gian này, sớm đã siêu thoát ra khỏi luân thường, đây là đọ sức về pháp tắc, chính là chân chính đại đạo chi tranh. Chỉ là giờ phút này, vị thiên đình đệ nhất nhân này, đạo tổ khống chế thời gian đại đạo tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Cổ hoặc kim mạnh hơn, nhưng chỉ có một người, pháp tắc hai người luân hồi điện chủ và ma chủ đã có thể chống lại hắn, lại thêm mấy vị đạo tổ khác hôm nay chỉ sợ hắn khó thoát tai kiếp không ngờ bồ đề yến lần này lại trở thành cái dạng này là muốn biến thiên sao cổ hoặc kim nhìn như không thấy vòng xoáy đỏ sậm và sáu bóng người xông tới phía mình chỉ hơi ngẩng đầu trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng rốt cuộc cũng đến giờ phút này cùng lúc đó chỗ sâu trong thiên đình nơi cung điện màu vàng mà cổ hoặc kim bế quan trước đây chợt kịch liệt rung động đột nhiên bạo liệt ra vô số viên cầu đủ mọi màu sắc bắn ra, chui vào trong hư không. Bầu trời tối tăm mờ mịt đột nhiên nổi lên từng đạo quang mang, mỗi một đạo đều có màu sắc khác nhau, phảng phất vô số cầu vồng treo trên trời, xen lẫn nhau, trói lọi không gì sánh được. Nhưng ánh sáng này sắp xếp nhìn như hỗn loạn vô tự, kỳ thực bên trong có trương pháp, phảng phất một bàn cờ tinh tế khổng lồ xen vào nhau, bao phủ trên bầu trời thiên đình. Nhưng ánh sáng kia kéo dài đến phía nơi xa, thẳng đến cuối tầm mắt, không biết dọc theo bao xa mỗi một đạo quang mang đều tản mát ra lực lượng pháp tắc khác lạ, đan sen vào nhau, phô thiên cái địa chụp xuống. Trong sáu bóng người xông tới cổ hoặc kim, thân thể ba người âm thừa toàn, đại hán hắc kim cương, còn có nam tử mặc áo choàng đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, một xám hai đen, ba đạo quang mang từ thể nội ba người dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành. Ầm ầm, một cỗ uy áp cao như trời, dày như đất nặng nề từ trên trời giáng xuống, bao phủ hết thảy cái này tựa hồ là thiên địa đại đạo chi uy bất luận tồn tại gì cho dù là đạo tổ so sánh với nó cũng không có ý nghĩa hư không phụ cận siết chặt thân thể tất cả mọi người ở đây trở nên nặng nề vô cùng không thể động đậy chút nào điều này còn chưa nói mà lực lượng pháp tác thể nội mọi người tại đây đều không bị khống chế nổi lên sóng gió cộng hưởng cùng đạo đạo cầu vòng trên bầu trời phía trên không trung cổ hoặc kim lực lượng pháp tác thể nội luân hồi điện chủ cũng giống như vậy rung động không bị khống chế toàn thân phảng phất bị vòng sắt siết chặt, lấy thần thông pháp lực của gã, vậy mà không thể động đậy chút nào. Cự trường đỏ sậm nắm trong tay lục đạo luân hồi bàn kia đột nhiên cùng lục đạo luân hồi bàn bạo liệt ra, hóa thành quang mang đỏ sậm đầy trời. Hơn vạn dòng suối luân hồi vây quanh cổ hoặc kim cũng theo đó ẩm vang tán loạn. Bọn người ma chủ, lý nguyên cứu, xích sung, xa xa còn có các đạo tổ thương ngô chân quân cũng giống như luân hồi điện chủ, trong khoảnh khắc toàn thân trở nên không thể động đậy mảy may không chỉ bọn người luân hồi điện chủ, một phương đạo tổ thiên đình như Trần Như Yên, ẩn minh đạo tổ, Bạch Vân đạo tổ cũng giống như vậy, bị giam cầm ở nơi đó. Tất cả mọi người tại đây đều ra sức phản kháng, nhưng lực cấm chế chung quanh to lớn không gì sánh được. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, đều phản phất kiến càng lay cây, không có chút hiệu quả nào. Ngày nay, rốt cuộc đã đến, ta đã đợi quá lâu. Cổ họ kim nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi đã siêu tập tất cả lực lượng pháp tắc, hoàn thành tam thiên đạo thần đại trận. Luân hồi điện chủ trầm giọng hỏi, xem ra điện chủ chỉ hiểu rõ ra lông tam thiên đạo thần đại trận. Muốn thôi động trận này, cũng không nhất định phải tập hợp đủ tất cả pháp tắc, kỳ thật chỉ cần thu thập hơn một nửa pháp tắc, đồng thời đảm bảo tập hợp đủ 36 loại pháp tắc hạch tâm đại trận là có thể thôi động trận này. Cổ hoặc kim nhìn về phía luân hồi điện chủ, nói ra. Vậy ta dẫn dắt người ma vực và man hoang giới vực tiến vào thiên đình, bao vây hết thảy nơi này, đều là cục diện do người bày ra, mục đích là muốn dẫn tất cả mọi người tới, hốt gọn một mẻ. Luân hồi điện chủ nghe lời này, ánh mắt chấp động hỏi. Đây đúng là bố cục ta bày ra đã lâu, bất quá mục đích chủ yếu không phải là vì các ngươi, mà là ba người bọn hắn. Cổ hoặc kim nói, nhìn về phía ba người âm thừa toàn. Bọn hắn, chẳng lẽ, ánh mắt luân hồi điện chủ khẽ động, thất thanh nói. Cho dù là 36 loại pháp tắc, muốn tập hợp đủ cũng rất khó, nhất là mấy loại pháp tắc trong đó được sinh ra tại hôi giới mấy năm nay ta nhiều phen mưu đồ không ngừng phái người thẩm thấu vào hôi giới nhưng cũng chỉ góp nhặt hai loại còn lại ba loại đều tu thành đạo tổ cổ mũ không thể làm gì đành phải chờ thời cơ các hạ xâm nhập thiên đình thiết hạ mồi nhừ dẫn suốt ba người bọn hắn ba người bọn hắn không đến đại trận của ta căn bản không thể nào hoàn thành cổ hoặc kim lắc đầu thở dài nói tốt 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 các hạ thật sự là mưu kế thông thiên hết thảy cử động chúng ta đều bị tính kế bội phục bội phục sắc mặt luân hồi điện chủ biến đổi, cười thảm nói. Ngươi là người duy nhất trên thế gian này có tư cách để chính miệng ta giải thích, đáng tiếc là, ngươi không nhìn thấy ta sắp sáng tạo thiên đạo chân chính. Cổ hoặc kim cười nhạt một tiếng, đưa tay ra một kích. Ba 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 ba, ba. trước ngực năm người luân hồi điện chủ, ma chủ, còn có âm thừa toàn, hắc kim cương đại hán, nam tử mặc áo choàng lóe lên kim quang, tự trong người mình toát ra một cánh tay màu vàng ống, xuyên qua thân thể năm người một cỗ xương mù màu vàng từ trên cánh tay dâng lên, bao phủ lại thân thể năm người. Da thịt đầy áp trên thân năm người lập tức cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt biến thành một bộ hài cốt, ầm một tiếng nổ tung ra. Thân thể luân hồi điện chủ và ma chủ trực tiếp biến thành bụi bay, nhưng ba người âm thừa toàn lại biến thành ba đám quang mang một xám hai đen. Điện chủ, ma chủ, sắc mặt các vị đạo tổ ma vực, còn có bọn người man hoang giới vực bạch trạch đều đại biến, trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng khuôn mặt cổ hòa kim vẫn không biểu tình, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Ba người âm thừa toàn biến thành ba đám hào quang pháp tắc bay ngút trời, dung nhập vào trong bàn cờ khổng lồ giữa không trung. Giữa không trung lóe lên quang mang, hiện ra ba đạo quang mang một xám hai đen. Âm một tiếng, đạo đạo quang mang giữa không trung bỗng nhiên sáng lên, vô số phù văn từ đó bắn ra, che lại toàn bộ màn trời. Bầu trời bắn ra uy áp bỗng nhiên nặng nề gấp bội, lực lượng pháp tắc thể nội đám người bạo động cũng đột nhiên tăng lên mãnh liệt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể tu sĩ phía dưới không ngừng run rẩy, từng sợi quang mang từ thể nội đám người tuôn ra, bay lên phía bầu trời. Nhưng ánh sáng kia không chỉ là lực lượng pháp tắc, mà còn là tiên linh lực thể nội đám người cũng bị pháp trận giữa không trung hút đi, phiêu đáng lên phía bầu trời. Không riêng gì ma vực, man hoang giới vực, hôi giới, tu sĩ thiên đình, lực lượng pháp tắc cùng tiên linh lực thể nội cũng đang tuôn ra, bị tam thiên đạo thần đại trận hút đi. Mấy người bạch vân đạo tổ cũng không ngoại lệ, từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc từ thể nội mấy người bay ra, bay lên phía bầu trời. Trong mọi người tại đây, chỉ có một mình cổ hoặc kim không khác thường gì. Chí tôn, ngài làm cái gì vậy? Trước đó không phải ngài hứa hẹn sẽ mang ba người bọn ta cùng vượt qua thiên đạo sao? Vì sao muốn hấp thụ lực lượng pháp tắc của chúng ta? Bọn người bạch vân đạo tổ biến sắc, kinh hoàng nhìn về phía cổ hoặc kim. Tam thiên đạo thần đại trận một khi khởi động, chính là thế giới này bắt đầu trung yên, hết thảy thuộc về thế giới này đều sẽ thành quá khứ, ta cũng không khống chế được hết thảy. Vì thiên đạo chân chính, ba vị cũng nên hy sinh một chút đi. Cổ hoặc kim từ tốn nói, sắc mặt bọn người bạch vân đạo tổ bá một cái, trở nên tái nhật không gì sánh được. Cổ hoặc kim không tiếp tục để ý mấy người, thân hình khẽ động, phi độn lên phía trên. Ngàn năm ám thất, nhất đăng tức minh, các người cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, siêu thoát không được thiên đạo tuần hoàn này. Đã như vậy, hãy để ta đến khai thiên vì thế đạo này một lần nữa, trùng tạo một cường giả mới tinh vô củ, không bị thiên đạo lấn ép. Cổ hoa kim quét qua hư không trước người, ánh mắt tựa như xuyên thấu vạn cổ tuế nguyệt, trong mắt chiếu đầy quang mang sốt ruột. Vừa nói xong, thân hình y lại lần nữa lao lên cao, như một vòng kiêu dương màu vàng từ từ lên cao, đi tới trên chín tầng trời. Chỉ thấy tay y chỉ một cái về hướng nghi tâm của mình, một phù văn xoắn ốc như là que hàn bị bỏng liền xuất hiện ở trên đó, ở trong lóe ra quang mang màu đỏ tươi giống như cho tàn hỏa diễm. chương 1376, cơ hội cuối cùng. Theo trong miệng cổ hoặc kim ngâm tụng trận trận thanh âm khó hiểu, từng tầng từng tầng gợn sóng màu vàng từ trên thân dập dần ra, như trận trận thủy triều vỗ bờ, không ngừng khuếch trương ra bốn phía tầng tầng. Mặc kệ là hư không hay là vật thật, đều không thể ngăn cản gợn sóng màu vàng này truyền ra, một mực từ giao chỉ thắng cảnh truyền ra thiên cung đại lục, lại từ thiên cung đại lục truyền ra trung thổ tiên vực. Bốn tòa ứng thiên môn của trung thổ tiên vực, giờ phút này tựa như một cái loa to lớn vô cùng, không ngừng phóng đại trận trận ba động kia ra, tiếp tục truyền tống ra toàn bộ chân tiên giới. Trong lúc nhất thời, 36 tiên vực cỡ lớn, 500 tiên vực cỡ trung, cùng 3.000 tiên vực cỡ nhỏ, đồng thời tắm rửa trong gợn sóng màu vàng này. Người bình thường và tu sĩ bình thường hoàn toàn không biết huyện này, cho dù là chân tiên hay tu sĩ kim tiên, cũng bất quá hơi có chút cảm ứng chỉ có đạt tới thái ất ngọc tiên cảnh trở lên mới có thể phát giác được bốn bề thiên địa phát sinh một tia biến hóa. Nhưng cho dù phát hiện thì làm được gì? Hai tay cổ hoặc kim không ngừng điểm trước người, đầu ngón tay chấp động kim quang, trên pháp trận khổng lồ thoáng như bàn cờ kia, cũng theo đó sáng lên điểm sáng khắp nơi, một cỗ lực lượng pháp tắc khó mà nói rõ từ đó dập dần ra. Khai thiên tích địa, lần này, chư vị có thể cùng nhìn một màn này, coi như không uổng công đời này. Cổ hoặc kim cười vang nói vừa dứt lời, trên toàn bộ đại trận sáng lên tia sáng chói mắt, hóa thành từng đạo quang trụ khổng lồ phóng lên tận trời, trực tiếp xoắn nát màn trời biển mây, xông phá tam vực thanh minh thiên phong, đi thẳng tới vực ngoại hư không. Cùng lúc đó, trong hội trường trên đông thắng đại lục hỗn loạn tương bừng, thanh thu chân nhân cảm ứng được trung tâm đại lục có một trận dị độc, vội quay nhìn lại, chỉ thấy chính giữa ngọn núi và đạo quán bên kia, đang có một đạo kim quang khí thế hùng hồn to lớn xông vào không trung. Chỗ kim quang bắt đầu xuất hiện, đúng là từ tòa thư lâu ba tầng không đáng chú ý kia, đương nhiên cũng là trấn thiên lâu của khối đại lục này. Thời khắc này, toàn bộ trấn thiên lâu bao phủ trong kim quang, phía dưới nền bất quá phương viên hơn 10 trượng, lại thình lình xuất hiện một tòa pháp trận cỡ lớn phương viên chừng mấy vạn dặm, bên trong có các loại phù văn lưu động, không ngừng bay vào không trung. Cùng lúc đó, tại ba tòa trấn thiên lâu chỗ Tây Hạ, Nam Chiêm và Bắc Câu đều không hẹn mà cùng hiển lộ ra khí tượng giống vậy, từng nơi có một cây trụ lớn thông thiên phóng vào chỗ sâu thiên khung. Giao chiến hỗn loạn ở các nơi, tại thời khắc này nhao nhao ngưng lại. Tất cả mọi người cảm ứng được cỗ lực lượng giao hòa trời đất kia, đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, khó nói nên lời, càng thêm khủng hoảng. Cái đó là Thanh Thu chân nhân nhịn không được thì thào tự hỏi: Lão chấn giữ trong tòa chấn thiên lâu kia không dưới 3.000 vạn năm, mặc dù tính cách luôn luôn tán đạm, cũng không tìm tòi nghiên cứu hiểu về tòa lầu các hùng chấn một châu kia, lại chưa bao giờ phát hiện dưới mặt đất lại còn cất giấu một tòa pháp trận lớn như vậy, chưa kịp thôi kinh ngạc thanh thu chân nhân chợt phát hiện, lực lượng pháp tắc trong cơ thể mình trong nháy mắt đột nhiên tự phun trào lên, hóa thành từng tia từng sợi tinh tuyến, từ thể nội xuyên suốt ra, bay vụt tới phía cột sáng trùng thiên kia. Lão kinh hãi nhìn bốn phía, phát hiện không chỉ lão, cơ hồ lực lượng pháp tắc của mọi người chung quanh đều ngưng tụ thành tuyến, bắt đầu từ thể nội tản mạn ra khắp nơi, hóa thành các loại tinh tuyến, bay vụt dung nhập vào trong cột sáng kia. Theo tia sáng phóng lên tận trời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, các loại sợi tơ răng khắp nơi trên màn trời, bệnh thành một tấm quang võng to lớn màu sắc rực rỡ. Không, rốt cuộc có người bừng tỉnh, phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Trốn, mau trốn đi, ngay sau đó, lại có người kinh dị kêu lên. Chỉ một thoáng, mặc kệ là người thiên đình, hay là người luân hồi điện, tất cả đều buông xuống cửu hận, từng người điên cuồng chạy tán loạn ra ngoài phía đông thiên môn. Lại có thật nhiều người chạy thẳng đến chỗ đại trận truyền tống trong đông thiên môn, định thông qua trận pháp truyền tống trực tiếp rời khỏi trung thổ tiên vực. Nhưng mà, khi bọn họ đến nơi đó, lại phát hiện, ba động trên quang trụ do tòa trấn thiên lâu kia phát tán ra, đã sớm nhiễu loạn vận hành của cơ hồ các loại pháp tắc trên mảnh đại lục này, ngay cả không gian pháp tắc cũng không ngoại lệ. Tình thế trước mắt, rõ ràng truyền tống đại trận không có khả năng vận chuyển rồi. Thế vậy, tất cả mọi người một mạch tuôn về hướng đông thiên môn. Giờ phút này bọn họ chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, nếu không thời gian càng lâu, lực lượng pháp tắc của bọn họ trôi qua càng nghiêm trọng hơn cuối cùng chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có trí tôn người rốt cuộc muốn làm cái gì thanh thu chân nhân nhìn xa xa về phía thiên cung tiên vực thì thào tự hỏi đối với dị động nơi đó lão có thể cảm giác được một chút thôi mặc kệ ngươi muốn làm cái gì bần đạo cũng không phụng bồi thanh thu chân nhân thở dài một tiếng thân hình lóe lên liền từ trong đông thiên môn đã sớm bị đám người chắn chật như nêm cối lóe lên mà ra ra thiên môn lão không lưu luyến chút nào, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một cái cũng không có, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang màu trắng, bắn nhanh về phía xa. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy tòa ứng thiên môn to lớn kia, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, các loại lớp sơn phủ hai bên cột cửa và cổng trào chính giữa nhau nhau chóc ra từng mảng, lộ ra các loại phù văn khắc phía dưới. Những phù văn kia sáng lên kim quang chói mắt, từ đó nhộn nhạo lên một cỗ ba động kỳ dị. Những tu sĩ xông vào trong môn chưa kịp đi ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng sinh ra đột nhiên nuốt hết trong nháy mắt biến thành cho bụi ngay sau đó trong vòng xoáy kia tăng vọt kim quang đột nhiên phun ra hóa thành một đạo quang trụ khổng lồ kéo dài trong hư không như một đầu con đường bị gãy đột một lơ lửng giữa không trung thanh thu chân nhân vừa mới bay đi không lâu đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ hấp lực cường đại không gì sánh được sinh ra trong lòng căng thẳng vội thi triển thần thông muốn trốn chạy đi nhưng mà pháp tắc tinh thi tản mạn ra khắp trên thân lão lại bị quang trụ này hấp dẫn, cưỡng ép lão bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào trong vòng xoáy của ứng thiên môn. Đường đường đạo tổ còn như vậy, đám người còn lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Tình huống như vậy, lần lượt diễn ra tại bốn tòa thiên môn ở Đông Nam Tây Bắc, trong lúc nhất thời toàn bộ trung thổ tiên vực đều biến thành tu la tràng đồ sát chúng tiên, phàm là tu sĩ thân phụ lực lượng pháp tác đều không thể nào trốn chạy thiên cung đại lục màn trời ở phía trên giao trì thắng cảnh giống như bị liệt diếm thiêu đốt qua tất cả thiên vân đều bị bốc hơi sạch sẽ phía trên màn trời lộ ra vực ngoại không gian một màu đen kịt không gì sánh được trong không gian kia một vòng xoáy hỗn độn phương viên trăm dặm dần dần ngưng tụ mở rộng phía dưới vòng xoáy ánh mắt cổ hoặc kim trần chờ thần thái sáng láng toàn bộ cảnh tượng trung thổ tiên vực đều ánh vào đáy mắt của y so với y dự liệu trước đó không sai chút nào so sánh mấy chỗ trong hội trường Tình huống bên giao chỉ thắng cảnh càng thêm thảm liệt, khắp nơi trên mặt đất là tu sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả lực lượng pháp tắc trên thân ngưng tụ thành tuyến, tụ tập đến phía vòng xoáy không trung bên này, mà tốc độ lại càng nhanh. Lúc trước chém giết đã tử thương hơn phân nửa, bây giờ bị hút khô lực lượng pháp tắc, tiên khu hủ hủy lại có một nửa. Rốt cuộc trong mắt cổ hoặc kim hiện lên vẻ hài lòng. Chỉ cần có càng ngày càng nhiều lực lượng pháp tắc ngưng tụ đến, tòa đại trận này vận chuyển sẽ càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó không chỉ trung thổ tiên vực xem như toàn bộ chân tiên giới cũng đều sẽ biến thành hạ tràng bực này muốn có kết quả cải thiên hoán địa cần phải có lực lượng hủy thiên diệt địa và giác ngộ đúng lúc này lông mày của y bỗng nhiên vẩy một cái nhìn một vùng khu vực phía dưới chỉ thấy ở nơi đó hai tay lý nguyên cứu đang dơ cao trong lòng bàn tay lóe lên hào quang màu vàng không ngừng tụ hợp vào trong đỉnh một bình tròn lớn chừng bàn tay nổi lơ lửng phía trên đầu nó trên bình tròn nhỏ kia nhộn nhạo một cỗ lực lượng pháp tắc kỳ lạ chỗ miệng bình tỏa ra năm màu hào quang kim, đỏ, lam, lục, vàng, hóa thành một tầng ngũ thải quang mang như nắp dù phương viên trăm trượng, che chở lão ở phía dưới. Có hào quang năm màu này che chở, lão lại không bị đại trận ảnh hưởng, lực lượng pháp tắc trên thân không bị sói mòn chút nào. Ở phía sau lão, còn có mười mấy thân ảnh, đồng dạng tránh né dưới hào quang năm màu, không bị đại trận tước đoạt lực lượng pháp tắc, trong đó thình lình có hai người là Mộng Bà và Dư Mộng Hàn, Lúc trước hai người mộng bà mặc dù không bị đạo thần ấn khống chế, vẫn luôn rời xa chiến trường. Lúc đại trận này phát động, mặc kệ người có phục dụng Bồ đề Đạo quả hay không, bọn họ thấy đều thoát đi không được, nên chỉ có thể núp ở sau lưng Lý Nguyên Cứu. Lý Nguyên Cứu đã sớm ốc không mang nổi mình ốc, lúc đầu tất nhiên là không muốn che chở bọn họ, nhưng bây giờ bất luận là người của mình hay là người của Thiên Đình, đều đã tử thương thảm trọng, dù cho nhiều thêm một người cùng lão chống lại cổ hoặc kim thì càng tốt lão lấy thần thông tiểu bình phỏng chế hấp thu sạch sẽ thần đạo ấn chi lực còn sót lại trên người bọn xích dung và trần như yên ba người xem như tạm thời kết thành đồng minh lý nguyên cứu ngươi về hàng ngũ thất quân trễ nhất trung thành với ta cũng thấp nhất nhưng ngươi lại thông minh hơn so với bọn hắn đáng tiếc muốn triệt để thôi động đại trận này lực lượng của ngươi cũng là một bộ phận trọng yếu tạo thành ngoan ngoãn cống nạp ra đi cổ hoặc kim cất cao giọng nói cổ hoặc kim ta đã sớm phát hiện ngươi có chỗ dị thường chỉ là không ngờ ngươi lại làm đến mức này muốn lực lượng của ta cứ việc chính mình tới lấy đi lý nguyên cứu cắn răng quát cổ hoặc kim mỉm cười một tiếng cũng không đấu khẩu một tay y bấm pháp quyết chỉ một cái về phía vòng xoáy ầm ầm chỉ nghe trong vòng xoáy hỗn độn kia truyền đến một trận thanh âm cổn lôi một đạo ánh sáng xám bỗng nhiên từ trong đó phun ra ngoài đánh thẳng vào tầng màn sáng năm màu do tiểu bình của lý nguyên cứu thôi động ra màn sáng năm màu lập tức run lên kịch liệt hào quang trên đó bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Thần sắc Lý Nguyên Cứu lập tức biến đổi, vội trầm giọng nói, không muốn chết, mau tranh thủ thời gian hỗ trợ, cùng ta thôi động tiểu bình này. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nói xong, lợi dụng tiếng lòng thôi động chi pháp này, cáo chi cho đám người. Xích Dung và Trần Như Yên tất nhiên không hai lời, nhào nhào xuất thủ tương trợ. Mộng bà cũng vội vàng xuất thủ, thôi động tiên linh lực của mình, hóa thành một tầng bạch quang mông lung, đánh vào trong tiểu bình. Sư Mộng Hàn mặc dù lực lượng yếu kém, nhưng cũng không do dự quá nhiều, theo sát sư phụ xuất thủ. Thương Ngô Trần Quân và hơn 10 người được Lý Nguyên cứu giải trừ thần đạo ấn chi lực, trên thân cũng đều nhao nhao tỏa ra ánh sáng, toàn lực thủ hộ người là cọng rơm cứu mạng này. Bốn phía còn có rất nhiều tu sĩ có lực lượng pháp tác chưa bị khô kiệt hay thân tử đạo tiêu, theo lực lượng đạo thần ấn không ngừng yếu bớt, rốt cuộc không quan tâm thân phận chủng tộc gì nữa, đều buông xuống cửu hận của mình, nhao nhao gắng gượng tập trung tới bên này. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, ngũ thải quang mang của tiểu bình vốn ảm đạm rốt cuộc lần nữa sáng rõ. Bọn họ vậy mà quả thực nương tựa theo tiểu bình mô phỏng chi lực này, tạm thời chặn lại ánh sáng xám kia thôn phệ. chương 1377, thiên đạo khó lường. Chấp mê bất ngộ, cổ hoặc kim thấy vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, Rút lời hai tay y dơ lên cao, hai đạo ánh sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra, mãnh liệt lao tới giữa không chung. Vòng xoáy hỗn độn kia lập tức bị kim quang quấy lên, ánh sáng xám bên trong phát ra càng lúc càng nhiều, không ngừng áp bách về phía đám người Lý Nguyên cứu. Hào quang năm màu trên bình nhỏ lập tức bị áp chế hoàn toàn, không ngừng thu nhỏ lại, giống như con đom đóm trong đêm tối. Nguy rồi, không thể chống nổi, mộng bà kinh hô một tiếng, đám người bị ép phải liên tục lui về phía sau. Lý Nguyên cứu không nhịn được thở dài một tiếng, chính mình vất vả chuẩn bị, cuối cùng vẫn không địch lại mưu kế sâu xa của cổ hoặc kim. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, trên trời cao, hư không sau lưng cổ hoặc kim bỗng có cỗ ba động gợn sóng không gian một phù văn màu bạc to lớn hiện ra từ đó đồng thời một cánh cửa màu bạc đột nhiên xuất hiện hai bên cửa cũng mở ra trong nháy mắt cổ hoặc kim lập tức cảm ứng được nhướng mày thu hồi một bàn tay vỗ một cái về phía sau lưng hào quang màu vàng trong lòng bàn tay y tăng vọt hóa thành chín đầu dao long màu vàng nhanh chóng phóng tới cánh cửa lớn trong cánh cửa màu bạc bỗng nhiên dâng lên một mảnh quang mang đỏ sậm giống như thủy triều tuôn trào ra, trong nháy mắt va chạm cùng chín con kim long kia. Ầm ầm một tiếng nổ đùng, cánh cửa màu bạc kia nổ tung ầm vang, trong hư không chỉ còn một cái hố màu đen to lớn, thật lâu không tan biến. Cùng lúc đó, trước và sau người cổ hoặc kim dần hiện ra hai bóng người khác nhau, một nắm tay một đưa trường, đánh về phía y. Cổ hoặc kim muốn tránh cũng không được, kim quang trên người tăng vọt, bên ngoài thân bỗng nhiên nổi lên một kim quang pháp tướng. Nó bao phủ lại thân hình của y, giúp tiếp nhận đợt công kích từ hai mặt này. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn, bóng người kim quang bỗng nhiên nổ bể ra, từ đó nổi lên một vòng vân hoàn màu vàng vô cùng to lớn, khuếch trương ra bốn phía, ép cho hai người đánh lén ra sau trăm vạn dặm. Vân hoàn màu vàng dần dần tiêu tán, vân khí đầy trời hóa thành chấm nhỏ kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh cổ hoặc kim từ đó hiện ra, chỗ ngực phập phồng kịch liệt, khóe môi chảy ra một vệt máu, đúng là đã bị thương. Lại là các ngươi một tay cổ hoặc kim duy trì tư thế thúc giục đại trận một tay khác xóa đi vết máu trên khóe miệng chậm rãi nói bọn người lý nguyên cứu cảm thấy áp lực lập tức buông lỏng cũng vội vàng nhìn về phía hai người vừa mới xuất hiện kia vừa xem xong đám người đều lộ ra vẻ khiếp sợ chỉ thấy hai người đó không phải ai khác chính là ma chủ và luân hồi điện chủ trước đó đã bị cổ hoặc kim tiêu diệt trên thân hai người tự mình bao phủ một tầng quang mang có thể ngăn cản đại trận ăn mòn trên thân cũng không có lực lượng pháp tác tràn ra ngoài xem ra cổ đạo hữu không quá ngạc nhiên với việc hai người chúng ta quay về. Lông mày luân hồi điện chủ nhíu lại, hỏi, thế gian có tam đại trí tôn pháp tắc, hai người các ngươi mặc dù chưa đứng trên đỉnh điểm của đại đạo. Nhưng hai người các ngươi có thể theo sát sau ta, thì không dễ đối phó đến như vậy, nếu không ta cũng thật thất vọng. Nhưng ta có chỗ không hiểu, hai bộ thế thân của các ngươi thực sự khó tin, vậy mà ta cũng không thể xem thấu. Khóe miệng cổ hoặc kim mang theo ý cười, nói, tại hạ có một đồng tộc đệ ruột, tên gọi thạch không giải, khôi lỗi pháp tắc xem như đạt đến trí cao. Hắn toàn lực tạo ra khôi lỗi dung hợp thêm lực lượng pháp tắc của hai người chúng ta, có thể che giấu cổ đạo hữu cũng không tính là hiếm lạ. Ma chủ mở miệng đáp, thì ra là thế, trước đó vẫn cho là huynh đệ các ngươi không hợp, người đã sớm giết hắn rồi, không ngờ đây chẳng qua là màn kịch do các ngươi dựng ra. Bày ra lâu như vậy, ngược lại thật sự là nhọc lòng. Cổ hoặc kim giật mình nói, ma vực, dạ dương thành vốn khí thế rộng rãi, đã hủy đi hơn phân nửa. Lúc trước, trận chiến kia lấy giải đạo nhân cầm đầu phản quân giao chiến cùng với ma chủ cầm đầu chính quyền. Trên thực tế trận này đánh rất thảm liệt, bất cứ người nào trải qua trận chiến này cũng sẽ không cho đó là một trận diễn xuất hay đùa giỡn. Trên thực tế, lúc bắt đầu chiến tranh hoàn toàn không phải diễn trò, thậm chí giai đoạn trước cuộc chiến cũng không phải biểu diễn. Mà là hai phe quyết đấu sinh tử, đến lúc liều mạng, mới có người ra mặt, mang theo tin tức đủ để cho bọn họ ngưng chiến, dừng lại chiến tranh người này dĩ nhiên chính là luân hồi điện chủ mà tin tức này chính là âm mưu của cổ hoặc kim giờ phút này tại một tòa mật thất sâu trong ma cung khuôn mặt giải đạo nhân tái nhợt đang khoanh chân ngồi trên một tấm bổ đoàn khí tức toàn thân suy yếu rất nhiều càng thêm dọa người chính là nửa người bên trái của gã từ đầu vai đến vị trí bụng dưới giờ phút này không ngờ lại biến mất không thấy gì nữa đã dung nhập vào hư không hiển nhiên là do gã sử dụng khôi lỗi pháp tác chi lực quá nhiều kết quả bị thiên đạo ăn mòn Trước người cách gã không xa, Thạch Xuyên không khoanh tay đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc trước Giải Đạo Nhân rút từ trên thân luân hồi điện chủ và ma chủ lực lượng pháp tắc để chế tạo hai bộ khôi lỗi kia. Lúc đó y cũng đứng ở một bên quan sát, khi đó Giải Đạo Nhân mặc dù cũng bị Thiên Đạo ăn mòn, nhưng còn lâu mới bị nghiêm trọng như hiện giờ. Trước đó không lâu, Giải Đạo Nhân đang tính tỏa điều tức, bản thân lại đột nhiên bị trọng thương. Tình hình Thiên Đạo ăn mòn, đột một chuyển tiếp, trở nên càng thêm nghiêm trọng hơn. Sau một lát, giải đạo nhân bỗng nhiên thở dài một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Thạch Xuyên không thấy vậy, bước lên phía trước một bước. Ngươi không cần phải lo lắng, trước đó là do khôi lỗi chi thân bị hủy diệt, ta bị phản vệ mà thôi. Giải đạo nhân thấy thần sắc y thập phần ngưng trọng, mở miệng nói. Thúc phụ, tình huống bên kia thế nào rồi? Thạch Xuyên không lo lắng hỏi, một lời khó nói hết. Giải đạo nhân lắc đầu, đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một trận ba động cổ quái, đồng thời từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc từ trên thân hai người bọn họ tràn ra ngoài nó giống như là sợi tơ bị dẫn dắt bay vào không trung đây là thạch xuyên không giật mình vội hỏi cổ hoặc kim mở ra đại trận tình thế bên kia không ổn thần sắc giải đạo nhân càng trở nên nghiêm trọng hơn trong vực ngoại hư không hàn lập mang theo kim đồng thân hình hai người nhanh như điện bay phía trên thiên ngoại cương phong bọn hắn vốn là muốn từ những cửa sổ chưa đóng lại kia tiến vào tiên vực nào đó lại thông qua truyền tống trận trong tiên vực tiến về trung thổ tiên vực. Nhưng kết quả lại phát hiện chẳng biết tại sao, những trận pháp truyền tống thông hướng trung thổ tiên vực, thậm chí là thông hướng phụ cận trung thổ tiên vực, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều không cách nào vận chuyển. Sau khi thử qua một phen, Hàn Lập quyết định mang theo Kim Đồng, giống lúc trước Nhạc Nguyện mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua vực ngoại, trực tiếp từ vực ngoại không gian chạy tới trung thổ tiên vực. Ngay lúc hai người đang toàn lực phi hành, trên thân lại đột nhiên xảy ra dị trạng bắt đầu có tinh tia giống như lực lượng pháp tác thoát ra, biến mất vào giữa hư không. đây là có chuyện gì? thân hình kim đồng dừng lại, kinh ngạc nói. hàn lập thấy thế, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, chỉ sợ thiên đình bên kia đã xảy ra biến cố. nói xong, hắn vội vận chuyển tiên linh lực, ý đồ phong tỏa ngăn cản lực lượng pháp tác của mình không để tiếp tục thoát ra bên ngoài. thế mà lại không được. nhưng sau khi thử một lần, hắn kinh ngạc phát hiện, lực lượng pháp tác tràn ra ngoài, vậy mà không cách nào ngăn cản vậy phải làm sao bây giờ nếu một mực trôi qua như thế chỉ sợ chúng ta đuổi chưa đến thiên đình đã kim đồng nói còn chưa dứt lời liền phát hiện chỗ ngực hàn lập có một đạo hào quang màu xanh lục phát sáng lên hàn lập tự nhiên cũng đã nhận ra bình nhỏ biến hóa vội vàng lấy nó từ trước ngực ra ngoài chỉ thấy hoa văn hình lá cây trên đó dần sáng lên từ đó tỏa ra quang trạch bao phủ lại thân thể hàn lập những tia sáng màu vàng tràn ra ngoài kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đã ngừng hai mắt kim đồng tỏa sáng, nói. Hàn lập hơi trần chờ, tiện tay đánh ra một đạo quang mang, liên kết với kim đồng. Tầng tia sáng bao phủ toàn thân hắn, lập tức lan tràn ra, bao kim đồng lại. Lực lượng pháp tắc trên người nàng cũng không còn tiếp tục tràn ra bên ngoài. Xem ra bình nhỏ có thể chống cự biến hóa của quái này, chỉ không biết là tạm thời, hay vĩnh viễn. Chúng ta không nên chậm trễ, nhanh đi đến thiên đình thôi. Thần sắc hàn lập ngưng trọng nói, kim đồng cũng gật đầu nhẹ, hai người cùng nhau bay đi, trong nháy mắt liền biến mất. Trung thổ tiên vực, kỳ thiên đại lục, bổ thiên tông trên long khởi phong, vẫn như cũ một mảnh vắng lặng. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay trên đỉnh núi, từng cây đào cổ thụ giống như bị trận mưa to, làm phấn hoa phát tán lá rụng khắp nơi, bộ dáng trở nên một mảnh thê thảm đáng thương. Không có vân khí bao phủ, cũng mất đi hoa lá che giấu, toàn bộ đỉnh núi long khởi phong nhìn trụi lùi, khiến cho tòa hắc thạch tế đàn hình bát giác đứng lặng trên đó, càng lộ ra ảm đạm trên tế đàn lơ lửng vòng xoáy màu đen, sương mù vẫn như cũ quay cuồng. Nhưng gương mặt già nua ở trên đó, lại chỉ còn lại một chút hé mở cuối cùng, thêm nửa đầu tóc rối tung, đôi mắt mù hiện ra màu trắng bạc, nhìn có chút quỷ dị và khủng bố. Ba ngàn đại đạo, tính người tính mình khó tính trời. Một tiếng nói khàn khàn có chút thê lương từ trong hư không vang lên, quanh quẩn không phiêu tán trên đỉnh núi. Trần đoàn đã ngủ một mắt, đảo qua cánh hoa tàn héo rơi đầy đất, cố gắng nhìn ra đỉnh núi ở phía xa, cuối cùng lại nhìn về phía không trung minh mông, thần tình trên mặt sầu khổ, do dự. Thôi thì, ta kéo dài hơi tàn sống nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không dám bói một quẻ này, bây giờ cơ duyên đại đạo cũng chỉ sót lại nửa quẻ, có thể bói ra hay không? Ha ha, trong vận mệnh tối tăm nhìn xem số trời. Trần đoàn cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, kết quả bồ đề yến thế nào lão cũng không muốn biết, chỉ muốn biết tương lai cổ hoặc kim sẽ như thế nào. Sau đó, trong miệng lão vang lên thanh âm ngâm tụng, trong đôi mắt mù kia bỗng nhiên có vết máu chảy ra, bao trùm cả trong mắt. Chớp mắt nó tựa như bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đạo tinh quang màu máu, phun ra ngoài, đánh vào vùng hư không trước người. Vùng hư không kia lập tức vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy màu đen, thu đạo tinh quang kia vào, giữa chúng nhấc lên một tòa cầu nối huyết sắc. Nhưng, vị lão giả đứng ở đỉnh phong dự ngôn pháp tắc này, rốt cuộc đã đến tình trạng đèn cạn dầu. Cầu nối kia vừa mới dựng lên, chỉ mười mấy hơi thở sau, liền ầm vang sụp đổ nhưng vòng xoáy màu đen cũng không biến mất, mà bay thẳng đến trần đoàn lão tổ, tương dung cùng vòng xoáy màu đen sau lưng, chậm rãi nuốt vào thân thể tàn phế còn sót lại. Không nghĩ tới, lại là dạng này, giữa thiên địa, trần đoàn lão tổ chỉ để lại một câu nói kia. Chỉ một thoáng, toàn bộ long khởi phong, tất cả đào cổ thụ không lửa tự cháy, khói đen mút trời, như rồng trên núi trốn vào trời cao. chương 1378, hỗn độn, giao trì thắng cảnh, trong hư không, thanh âm nổ đùng không ngừng, ma chủ lơ lửng giữa trời, hai tay bóp pháp quyết, một thân không gian pháp tác ba động khuấy động không thôi, trong hư không trước người lơ lửng 9981 cây rùi nhọn màu đen, phía trên chấp động phù văn, trận trận u quang. Đi, ma chủ quát lớn một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy tới phía trước. 81 cây rùi nhọn màu đen kia lập tức kích xạ ra, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên chín tầng trời nổ tung một trận tiếng sấm một ngạt. 81 cây rùi nhọn màu đen hóa thành 81 cây trụ kình thiên, bao quanh bên ngoài vòng xoáy hỗn độn kia, kết thành một tòa không gian đại trận, phong tỏa nó tại trung tâm. Hư không bốn phía không gian đại trận hiện ra một tầng vết nứt không gian, giống như đào từ trong phương thiên địa này ra một khối khu vực, cắt đứt liên hệ giữa nó cùng toàn bộ thiên địa, tạo thành một không gian riêng biệt. Năm đó thủ đoạn ma tộc mở ra ma vực, cũng cơ bản giống lúc này, chỉ là lúc trước cũng không phải dựa vào sức một mình ma chủ, mà lại y dùng lực lượng pháp tắc làm dẫn, tập hợp cơ hồ tất cả lực lượng ma tộc lúc ấy. Trước mắt y dùng 81 cây phong thiên trụ do mình luyện chế ra làm căn cơ, bố trí ra tòa phong thiên đại trận này, uy lực mặc dù kém hơn so với lúc mở ma vực, nhưng dùng để phong tỏa khu vực rộng chừng trăm vạn dặm này đã đủ. Ma chủ đúng là hào thủ đoạn, vậy mà mưu toan ngăn cách ta và đạo thần đại trận với thiên địa bên ngoài, đáng tiếc cuối cùng vẫn thiếu một chút. Cổ hoặc kim rất nhanh hiểu ra ý đồ ma chủ, diễu cợt nói. Nói xong, một tay y mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra một phù văn phong cách cổ xưa, chỉ một cái về phía một cây phong thiên trụ xa xa kia đạo phù văn trong lòng bàn tay y lập tức bộc phát ra kim quang sán lạn hóa thành một đạo quang trụ màu vàng ngưng thực không gì sánh được bắn về phía phong thiên trụ thoáng cái đã đến mơ tưởng đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên thân ảnh luân hồi điện chủ đột ngột hiện lên ở trước cây phong thiên trụ kia đưa tay kết một cái pháp ấn trước người lập tức sáng lên một màn sáng đỏ sậm hình tròn chỉ thấy trên vòng tròn kia có sáu đám quang mang màu sắc khác nhau giữa từng phần hiện lên một đạo phù văn. Đạo quang trụ màu vàng của thời gian đạo tổ lăng lệ đánh vào chính giữa màn sáng vòng tròn, gây nên một trận chấn động kịch liệt. Tất cả uy năng trên đó trực tiếp bị vòng tròn hấp thu, hóa thành một đoàn dị quang nhu hòa, du tẩu trên sáu chùm sáng một vòng, rồi tiêu tán ra. Luân hồi, yên diệt, một tay luân hồi điện chủ bấm niệm pháp quyết, một tay cua vòng tròn trên màn sáng, phát ra một tiếng quát lớn. Gã vừa dứt lời, sau lưng liền sáng lên hồng quang trùng thiên, từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc ngưng tụ như thật, xuyên thấu qua thân thể của gã, toàn bộ tràn vào trong màn sáng vòng tròn kia. Trên màn sáng vòng tròn có sáu chùm sáng, chỗ trung tâm của sáu chùm sáng sáng lên liên tiếp từng phù văn. Toàn bộ màn sáng vòng tròn trong nháy mắt phồng lớn gấp trăm lần, chỗ trung tâm ngưng ra một quang cầu đỏ sậm to lớn, bỗng nhiên đánh về phía cổ hoặc kim. Bốn phía quang cầu đỏ sậm quấn quanh huyết vụ, ở trong ẩn chứa luân hồi nhân quả chi lực mà luân hồi điện chủ góp nhặt mấy trăm vạn năm qua, lúc bay đến gần cổ hoặc kim trăm dặm bỗng nhiên nổ bể ra. Một mảnh xương mù màu máu như sóng chiều tuyết lở, cuốn thẳng về phía cổ hoặc kim. Cổ hoặc kim đã sớm phòng bị, trước người mở ra một tầng thời gian bình chướng, tất cả vật tới gần đều bị đông kết trong tầng thời gian đó, căn bản không thể nào thông qua. Nhưng mà, khi những xương mù màu máu kia phun lên tầng màn sáng màu vàng kia, vậy mà không chút cách trở, liền xuyên thẳng qua. Trong mắt cổ hoặc kim lóe lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng vung tay áo một cái, ý đồ dùng kình phong xua tan sương mù này nhưng khi gã quét qua huyết phụ kia lại trực tiếp ngưng tụ thành một sợi như mũi tên bay thẳng xuất vào trong tay áo của y chỉ một thoáng quanh thân cổ hoặc kim đã bị huyết phụ bao trùm y cảm thấy thân thể trì trệ một trận cánh tay dùng để thôi động đại trận cũng vô pháp nâng lên trực tiếp rũ xuống đây là thủ đoạn gì cổ hoặc kim nhìn về phía luân hồi điện chủ nhịn không được hỏi luân hồi nhân quả vốn là tồn tại siêu việt thời gian Thời gian pháp tác chi lực của ngươi không ngăn trở được. Huống hồ những nhân quả này vốn là do ngươi quản lý Thiên Đình tạo nên nghiệp chướng, ta chẳng qua thu nạp chúng lại một chỗ, tập trung trả lại cho ngươi thôi." Luân Hồi Điện chủ cười cười, nói, "Điểm nhân quả ấy cũng đòi trả lại cho ta, điện chủ cũng quá ngây thơ rồi." Cổ Hoặc Kim cười khẩy, nói xong, trên người y liền sáng lên kim quang, từng tia từng sợi tia sáng màu vàng như cá bơi tới bơi lui quanh bên ngoài thân y. Cả người y phảng phất tắm rửa trong quang âm chi hà rửa sạch từng chút một những nhân quả nghiệp chướng kia. Luân hồi điện chủ thấy vậy, trong mắt cũng không lo lắng, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Cùng lúc đó, hai tay trước người gã nhanh chóng kết ấn, dưới thân cổ hoặc kim bắt đầu có một đạo hư quang phù trận chống rỗng nổi lên. Bên kia, ma chủ cũng tinh thần liên thông, đồng thời thi pháp. 81 cây phong thiên trụ kia lập tức đại phóng quang mang, trên đó rung động thương lang, bay vụt ra 81 sợi tinh quang xiềng xích màu đen, một mực trói buộc cổ hoặc kim ngay tại chỗ sau khi xiềng xích trói lại, không gian ngoài thân cổ hoặc kim trong nháy mắt bị khóa chết, những quang âm lưu thủy vốn không bị không gian cản trở kia, cũng vô pháp tiếp tục vần quanh, ngưng lại. Đến phiên ngươi rồi, ma chủ hét lớn một tiếng, hư không sau lưng cổ hoặc kim lập tức lóe lên quang ảnh, thân hình vị thiên ma đạo tổ ẩn minh trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt kéo dài mấy chục trượng, một vòng một vòng quấn quanh trên người cổ hoặc kim. Chí tôn, thần hồn của ngươi, ta nhận, ẩn minh như một gương mặt bóng ma, cách xa cổ hoặc kim khoảng ba thước cười gần nói lúc trước thấy được âm mưu thủ đoạn thời gian đạo tổ gã cơ hồ không chút do so dự đáp ứng đề nghị liên thủ của hai người luân hồi điện chủ hai người phụ trách cầm cố cổ hoặc kim còn gã phụ trách thôn vệ thần hồn đối phương chỉ cần thần hồn cổ hoặc kim bị gã thôn vệ thành công đến lúc đó thực lực của gã sẽ tăng vọt đến loại trình độ nào chính ẩn minh cũng khó có thể tưởng tượng ngăn cản mưu đồ thời gian đạo tổ khẳng định không khó dù là một hơi diệt trừ luân hồi điện chủ và ma chủ cũng chưa chắc không thể. Vừa nghĩ tới các nhân vật đứng đầu tam đại trí tôn pháp tắc, đều bị hủy diệt trong tay mình, trong lòng ẩn minh có chút kích động khó nhịn. Gã nâng thân thể cao lên, bỗng nhiên xông tới phía mi tâm cổ hoặc kim, một đầu đâm xuống. Chỉ cần để gã tiến vào thức hải, cổ hoặc kim tuyệt không có phần thắng. Đông, một thanh âm như chuông đồng tấu vang đột nhiên từ chỗ mi tâm cổ hoặc kim vang lên, từng đạo gợn sóng màu vàng từ trong thức hải y nhộn nhạo ra, trực tiếp đón đầu ẩn minh đang đến ẩn minh cảm thấy quanh thân một trận nóng bỏng, tinh nguyên khó áp chế bắt đầu cháy rừng rực. Không, không có khả năng, ẩn minh lập tức kinh hoàng không thôi, trên thân chấp động quang mang, muốn bay khỏi người cổ hoặc kim. Nhưng lúc này, một cái đại thủ đã tránh thoát trói buộc, bắt lại cổ họng của gã. Trên con đường tìm kiếm đại đạo ta còn muốn đi xa hơn tất cả các ngươi cộng lại, các ngươi không nên đánh giá thấp ta như vậy. Cổ hoặc kim chậm rãi nói, nói xong, trong lòng bàn tay của y truyền ra một cỗ thời gian pháp tắc mà lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, giống như một cối say màu vàng xoay tròn kịch liệt, trực tiếp mài thân hình ẩn minh vỡ nát, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó, trên thân y bị bao trùm bởi tầng xương mù màu máu, cùng lớp bôi sơn niên đại xa xưa kia, từng mảnh từng mảnh chóc ra, chưa kịp rơi xuống đất đã tiêu tán như khói. Luân hồi điện chủ thấy thế, bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay tự phá vỡ một vết rách, một giò tinh huyết tràn vào lòng bàn tay, quanh thân lập tức quang mang đại tác. Theo đó, hư quang phù trận dưới thân cổ hoặc kim lập tức địa phóng quang mang, phóng lên tận trời. Ở trong phù quang tựa như mở ra một lỗ hổng thông hướng âm minh, bên trong lộ ra một mảnh không gian huyết sắc, truyền đến trận trận tiếng gào rú tê tâm liệt phế. Ở trong có vô số bóng người màu đỏ ngòm, tầng tầng lũy lũy leo lên trên cửa hang bên này. Chỉ là mặc kệ bọn chúng ra sức leo lên, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào leo ra cửa hang được. Mà trong lỗ hồng kia lại có một cỗ lực xé rách cường đại không gì sánh được, nắm kéo cổ hoặc kim, như muốn kéo vào trong đó. Chút tài mọn, cổ hoặc kim thì thào một tiếng, chỉ xuống một cái, trong vòng xoáy hỗn độn trên đỉnh đầu liền có một đạo ánh sáng xám xoắn ốc rủ xuống, nhập thẳng vào trong động khẩu. Huyết sắc không gian trong động lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được đảo loạn, vô số bóng người màu đỏ ngòm căn bản không kịp phản ứng, đã bị quấy thành vỡ nát, theo ánh sáng xám hình xoắn ốc lên cao tụ hợp vào trong vòng xoáy hỗn độn. Vừa rồi vòng xoáy hỗn độn đã đình chỉ khuếch trương lại lần nữa tăng vọt. Luân hồi điện chủ thấy thế, thân sắc trầm xuống, hai tay biến đổi pháp quyết, triệt hồi thuật pháp. Tòa phù quang pháp trận kia lập tức chậm rãi co vào, cửa hang huyết sắc biến mất không thấy nữa. Ma chủ thấy thế, cùng luân hồi điện chủ liếc nhau một cái, thân sắc trong mắt hai người đều trở nên phức tạp không gì sánh được. Rốt cuộc các người đã biết sợ, cổ hoặc kim khẽ cười một tiếng, nâng bàn tay kim quang ngưng tụ kia, phất qua những tinh quang xiềng xích quấn quanh ở trên người. Tất cả tinh quang xiềng xích lập tức nhao nhao mục nát đứt gãy, hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Trong đạo thần đại trận này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chính là hỗn độn pháp tắc đã có lúc thiên địa sơ khai, là sáng thế pháp tắc chân chính, so với tam đại chí tôn pháp tắc càng thêm cổ lão. Có thể nói, thiên đạo chư pháp cũng là từ trong hỗn độn tạo ra. Cho nên các người thấy dùng không gian pháp tắc chi lực ngăn cách nó, hữu dụng hay không? Cổ hoặc kim cười hỏi. Ma chủ nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong vòng xoáy hỗn độn trên không ba người, bỗng nhiên vang lên một tiếng lôi minh chấn thiên, vòng xoáy tựa như sương mù xám kia lập tức tăng vọt ra, trực tiếp nuốt vào 81 cây phong thiên trụ kia. Giờ đã đến, các người ai cũng không ngăn cản được, cùng một chỗ nghênh đón thịnh thế này đi. Cổ hoặc kim cao giọng nói, rầm rầm rầm, trận trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, vòng xoáy hỗn độn to lớn kia không ngừng khuếch trương ra, biên giới hư không của nó không ngừng phá toái, bị vòng xoáy ánh sáng xám che khuất vào. Toàn bộ thiên cung đại lục, thiên địa linh khí lưu chuyển trong hư không, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không gì sánh được, tất cả lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng bị quấy nhiễu, tất cả quy tắc vận hành thiên địa vô tận tuế nguyệt tại thời khắc này bị đánh phá. Vùng giao trì thắng cảnh đã sớm rách nát không chịu nổi, không còn trôi nổi trên không, mà rơi thẳng tắp xuống thiên cung đại lục phía dưới. Chỉ là chưa kịp rơi xuống đất, đã bắt đầu sụp đổ, trên không trung giải thể phân liệt ra bọn người lý nguyên cứu còn sót lại nhào nhào ổn định thân hình bay trốn phía trên đại địa chỉ là không chờ bọn họ rơi xuống đất thiên cung đại lục phía dưới cũng bắt đầu phân liệt ra từng kẽ nứt hẽm núi không thấy điểm cuối cơ hồ tất cả núi lửa đồng thời phun trào cuồng bạo biên giới lục địa biển động cuốn ngược khắp nơi đều là cảnh tượng thế giới tận thế hào hào thưởng thức cảnh tượng cựu thế giới cuối cùng này đi trong mắt cổ hoặc kim đầy vẻ cuồng nhiệt chậm rãi nói ma chủ thở dài một tiếng nhíu chặt lông mày, nhìn về phía luân hồi điện chủ. Sắc mặt luân hồi điện chủ mặc dù cũng khó coi, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ suy tư, tựa hồ cũng không có ý định bỏ cuộc. chương 1379, nửa đường giết ra. Thiên ngoại vực, thân hình hàn lập phi độn đột nhiên dừng lại, nhìn xuống phía dưới, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Khí tức này là, kim đồng cũng cảm ứng được một cỗ khí tức từ phía dưới truyền đến, thì thảo nói. Hàn lập đang muốn thi pháp dò xét, não hải đột nhiên đau xót, một hình ảnh xuất hiện chính là tình cảnh đại chiến giữa luân hồi điện chủ ma chủ và cổ hoặc kim cùng lúc đó một cỗ cảm xúc xa lạ tràn vào trong đầu của hắn tràn đầy cừu hận đối với cổ hoặc kim loại tâm tình này chính là đến từ luân hồi điện chủ lúc cảm ứng được nỗi lòng của luân hồi điện chủ hàn lập cũng cảm thấy tư tưởng của mình đồng dạng bị luân hồi điện chủ cảm giác được giữa hai người tại thời khắc này lại có một loại cảm giác tâm linh tương thông hàn lập nao nao lập tức bấm niệm pháp quyết phung lên một đạo lôi quang màu vàng từ trong tay áo bắn ra, trong nháy mắt chui vào hư không phía trước không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, hắn kéo kim đồng bên cạnh một cái, lôi quang lóe lên, thân ảnh hai người cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên không thiên cung đại lục, giữa luân hồi điện chủ, ma chủ và cổ hoặc kim lần nữa bạo phát một trận kịch chiến. Ba người lúc này đều mở ra linh vực của mình, kim, ngân, đỏ sậm, ba linh vực to lớn giao thoa kịch liệt. Chỉ một thoáng, từng không gian thông đạo, thời gian thông đạo, luân hồi thông đạo bị mở ra, quán thông rất nhiều giới diện, vô số cỗ lực lượng từ những giới diện kia bị cưỡng ép điều đến, gia nhập vào trong linh vực ba người. Sau một lần va chạm kịch liệt, ba người tự mình bay ngược ra sau. Thân hình ma chủ ưỡn một cái, lập tức ổn định bắn ngược thân hình lại, hai tay nâng lên, vỗ hư không liên tục, giữa ngón tay chấp động ngân quang. Trong không gian linh vực của y lập tức cuồng thiểm ngân quang, mấy chục cự nhân màu bạc lớn như núi nhảy ra, chăm chú bám vào trên linh vực màu vàng của cổ hoặc kim. Những cự nhân này cao lớn cường tráng dị thường, dung mạo thình lình giống ma chủ như đúc, toàn thân đều là một loại tinh thể ngân quang nhúc nhích, chính là lực lượng không gian vỡ vụn ngưng tụ thành, bên trong tràn ngập không gian pháp tắc chi lực cuồng bạo không gì sánh được, đè ép lẫn nhau phát ra tiếng kéo kẹt kéo kẹt chói tai. Bảo, ma chủ bấm niệm pháp quyết vung lên, mấy chục cự nhân màu bạc phát ra một tiếng rít, đột nhiên bạo tạc, hóa thành mấy chục đóa mây nấm màu bạc, Vô cùng vô tận không gian phá diệt chi lực bắn ra tung tóe. Xoẹt một tiếng, linh vực màu vàng bị tạc vỡ ra, xé rách ra một lỗ hồng to lớn. Không ảnh hiện lên, thân hình luân hồi điện chủ như quỷ mị xuất hiện trước lỗ hồng linh vực màu vàng. Gã đấm ra một quyền, không gian phía sau gã rung động ù ù, lục đạo luân hồi bàn to như ngôi sao hiển hiện. Mặt ngoài luân hồi bàn hiện ra vô số hoa văn phức tạp, mà trên mỗi góc mâm tròn lục giác đều lóe lên vô số hư ảnh chủng tộc, có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, hôi giới, tựa hồ toàn bộ sinh linh thế gian đều tập trung vào nơi này. Mâm tròn nắm giữ sinh tử luân hồi thế gian vạn sự vạn vật, trong khi chuyển động u u, phảng phất bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi kết cục luân hồi. Luân hồi bàn nhanh chóng chuyển động vào thẳng tiến vào linh vực màu vàng của cổ hoặc kim. Một cỗ uy áp không cách nào nói rõ bộc phát ra, so với lần trước đánh giết cốt hoàng, cường đại gấp mấy lần. Linh vực màu vàng run rẩy kịch liệt, hiện ra từng cái khe to lớn linh vực phụ cận luân hồi bàn giống như đồ sứ, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Toàn thân trên dưới luân hồi điện chủ đã bị chằng chịt đường vân đỏ sậm bao lấy, hai gò má vốn lõm sâu lại lõm sâu hơn, giống như toàn thân huyết nhục bị rút sạch. Gã nhắm mắt làm ngơ hết thảy, trong miệng nói lẩm bẩm, một tay kết ấn, vỗ tới phía trước. Một cỗ quang mang đỏ sậm thô to từ trong song trưởng của gã bắn ra, dung nhập vào trong luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn giống như được ăn thuốc đại bổ, lập tức phồng lớn lên gần như gấp đôi, bản ra quang mang đột nhiên mãnh liệt hơn nhiều, toàn bộ luân hồi bàn càng cuồng bạo hơn, đồng dạng kịch liệt rung động. Linh vực màu vàng phụ cận lắc lư u ù, ù, mảng lớn sụp đổ vỡ vụn. Tốc độ Lục Đạo Luân Hồi bàn tiến lên cũng đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần, mang theo uy áp không thể địch nổi ép tới Cổ Hoặc Kim. Những nơi nó đi qua, linh vực màu vàng vỡ vụn thành từng mảnh, trong chớp mắt đã nghiền ép đến trước người Cổ Hoặc Kim. Thấy uy áp Lục Đạo Luân Hồi bàn như thế, sắc mặt Cổ Hoặc Kim cũng không khỏi ngưng trọng lên một tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Một quyển lụa mỏng màu vàng từ trên người y bắn ra, phía trên có vô số điểm sáng màu vàng óng, tỏa ra vạn đạo kim quang, phảng phất một đầu tinh hà màu vàng. Vô cùng vô tận thời gian pháp tác chi lực từ phía trên tản ra, lụa mỏng màu vàng này hiển nhiên là một kiện tiên khí cực kỳ cường đại, vượt xa nhị phẩm tiên khí, gần với nhất phẩm tiên khí vô hạn. Tinh hà lụa mỏng phần phật một chút mở rộng ra, hóa thành chín màn sáng màu vàng uy vũ, ngăn trước người y, Màn sáng màu vàng vừa mới triển khai, lục đạo luân hồi bàn đã ẩm vang cuốn tới, hung hăng đâm vào phía trên đó. Liên tiếp thanh âm xé vải xẹt xẹt không ngừng vang lên, không chung như giấy lên hỏa diễm màu vàng trói lợi, từng màn từng màn sáng màu vàng vỡ vụn. Trong nháy mắt, chín màn sáng đều vỡ vụn, tấm lụa mỏng màu vàng kia xuất hiện lần nữa, cũng đã vỡ vụn thành mười mấy khối. Bất quá, tốc độ lục đạo luân hồi bàn tiến lên cũng chậm lại một cái trước mắt. Hai tay cổ hoặc kim bấm niệm pháp quyết, biến ảo ra vô số tàn ảnh, sau đó điểm vào hư không một cái. Lụa mỏng màu vàng vỡ vụn cháy hừng hực lên, vô số ngôi sao màu vàng từ đó bắn ra, rơi vào trong linh vực chung quanh. Trong linh vực, kim quang như được nhen lửa, lập tức bắt đầu chảy xuôi mãnh liệt, mơ hồ một cái, một mảnh tinh hà màu vàng vô biên mãnh liệt chảy xuôi nổi lên, cuốn Lục Đạo Luân hồi bàn, Luân hồi điện chủ, còn có ma chủ theo sát phía sau Luân hồi điện chủ vào trong đó. Vô cùng vô tận lực lượng thời gian từ trong tinh hà lao nhanh, phảng phất thời gian vô tình trôi qua bất kỳ người nào cũng vô pháp tránh né ma chủ không kịp đề phòng tình huống này cũng không kịp phát ra một tiếng kinh hô liền trực tiếp bị tinh hà lao nhanh tới nuốt hết mà lục đạo luân hồi bàn bị tinh hà màu vàng cuốn một cái lập tức có chút run động con người luân hồi điện chủ hơi co rụt lại hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết như bánh xe trên lục đạo luân hồi bàn sáng lên phù văn lập tức ổn định lại hung hăng nghiền ép lên người cổ hoặc kim phốc phốc một tiếng Thân thể cổ hoặc kim hóa thành một đoàn kim quang, phiêu tán ra. Luân Hồi Điện chủ khẽ giật mình, pháp quyết trong tay không khỏi buông lỏng. Lục Đạo Luân Hồi bàn đụng vào khoảng không, xông về trước một khoảng liền ngừng lại. Vào thời khắc này, tinh hà màu vàng mãnh liệt chung quanh đột nhiên lóe lên, đang lao nhanh đột nhiên biến đổi theo, xoay quanh, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy màu vàng to lớn. Lực xé rách xung quanh bỗng nhiên mạnh lên mấy lần, Lục Đạo Luân Hồi bàn cũng bị làm bất ổn theo tinh hà màu vàng quay tròn, bay về phía chỗ sâu vòng xoáy. Hai tay luân hồi điện chủ xuất hiện, kết thành một cái pháp ấn. Phù văn trên lục đạo luân hồi bàn tỏa ra quang huy trùng thiên, cấp tốc chuyển động, phát ra tiếng thét ô ô đáng sợ. Luân hồi pháp tác bàng bạc từ trong lục đạo luân hồi bàn bộc phát ra, ngăn cản lực xé rách của vòng xoáy màu vàng, rất nhanh ổn định lại. Nhưng ngay giờ phút này, vòng xoáy màu vàng phụ cận lần nữa lóe lên, vô số xiềng xích màu vàng từ đó bắn ra, quấn quanh trên lục đạo luân hồi bàn, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam bằng xiềng xích. Mỗi một sợi xiềng xích đều tản mát ra ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt, những thời gian pháp tắc này là loại có khuynh hướng giam cầm. Từng luồng từng luồng ba động thời gian pháp tắc cường đại từ trong lồng giam xiềng xích màu vàng tản ra. Luân hồi bàn nhanh chóng chuyển động lập tức đình trệ, như bị phong ấn vậy. Luân hồi điện chủ trên lục đạo luân hồi bàn cũng bị vài sợi xiềng xích cuốn lấy, không thể động đậy. Trên không vòng xoáy màu vàng hoa lên một bóng người thân hình cổ hoặc kim xuất hiện, bấm tay điểm một cái. Một đạo tiến hành màu vàng từ ngón tay y bắn ra, phía trên quấn quanh từng đạo lôi điện màu vàng, nhưng không phải lôi điện pháp tắc, mà là thời gian pháp tắc thuần túy. Tốc độ tiến hành màu vàng nhanh kinh người, lóe lên trống rỗng xuất hiện trước người Luân Hồi Điện chủ, bắn về phía đầu của gã. Luân Hồi Điện chủ nhìn tiến hành màu vàng trước người, nhưng không kinh hoàng, khóe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Phía trên hư không linh vực màu vàng khẽ động. Một thanh lôi kiếm màu vàng phá không chui ra, phía trên quấn quanh từng đạo lôi điện màu vàng, lần này lôi điện màu vàng lại là lôi điện chi lực chính tông. Phía dưới lôi kiếm, bóng người hoa một cái, một nam tử mặc thanh bào xuất hiện, chính là Hàn Lập. Hắn cũng không nhìn kỹ tình huống nơi này, một quyền đảo ra. Một đạo quyền ảnh màu vàng bắn ra, chính là đại ngũ hành diệt tuyệt quyền. Lấy tu vi hắn bây giờ, thì triển một chiêu này càng thêm huyền diệu, giữa không trung xẹt qua quỹ tích hình chữ chi phát sau mà đến trước ngăn ở trước người luân hồi điện chủ đánh vào trên tiến ảnh màu vàng Âm một tiếng bạo liệt tiến ảnh màu vàng nổ tung hóa thành kim quang đầy trời a à, là ngươi ngươi vẫn còn sống cũng tốt vậy để ta tự mình trừ bỏ biến số là ngươi đi cổ hoa kim nhìn thấy hàn lập xuất hiện ánh mắt trầm xuống cánh tay nhấc lên đang muốn làm cái gì đó sau lưng hàn lập lóe lên kim quang một bảo luân màu vàng cấp tốc chuyển động nổi lên thân hình hắn lập tức biến thành tàn ảnh biến mất sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người luân hồi điện chủ, đưa tay chém xuống một cái. Một ngọn lửa màu vàng từ trong tay hắn phun ra, chính là hỏa diễm trên đoạn thời lưu hỏa, hơi quay cuồng, sau đó hóa thành một thanh hỏa kiếm màu vàng, lóe lên một cái rồi biến mất chảm lên trên xiềng xích màu vàng. Xoẹt một tiếng, lồng giam bằng xiềng xích màu vàng theo âm thanh bị chém thành hai nửa. Luân hồi điện chủ thoát thân ra, thấp giọng nói với Hàn Lập. Đa tả, cổ hoặc kim thấy cảnh này, con người co rụt lại, Nơi này là linh vực của mình, vậy mà Hàn Lập nhẹ nhõm tới lui như thế, còn phất tay liền phá tỏa thiên lao của mình. Bất quá y cũng không đuổi theo hai người Hàn Lập, thân hình vừa mới động, lần nữa dung nhập vào linh vực chung quanh, biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy màu vàng lóe lên biến mất, một lần nữa biến thành linh vực màu vàng. Linh vực trước đó bị lục đạo luân hồi bàn hủy đi, giờ phút này đã khôi phục, diện tích cũng đột nhiên lớn hơn gấp trăm lần, vô số kim quang dập dờn ở trong đó giống như một mảnh hải dương màu vàng óng to lớn không gì sánh được linh vực cổ hoặc kim cũng không ngưng tụ thành thực chất như của hàn lập mà là biến thành như chất lỏng nhìn như yếu đuối nhưng căn bản không thể phá hoại áp lực thật lớn từ chung quanh đánh thẳng tới phảng phất sóng biển kéo dài không dứt từng luồng từng luồng thời gian pháp tắc nương theo những xung lực này ăn mòn đến phía hai người vô khổng bất nhập hàn lập nhướng mày kim quang trên thân đại phóng cũng lập tức mở ra thời gian linh vực của mình. Một linh vực hoàn toàn thực chất nổi lên, bên trong là mảng lớn sơn hà phong quang, lập tức ngăn trở linh vực màu vàng chung quanh ăn mòn, đồng thời khuếch tán ra chung quanh. Thời gian linh vực chung quanh cổ hoặc kim cuồng thiểm kim quang, muốn ngăn cản linh vực Hàn Lập, lại bất lực bị ép lui không ngừng. Chỉ là diện tích xâm chiếm linh vực của Hàn Lập, đối với linh vực cổ hoặc kim còn chưa đến 1%, cũng không tính là nhiều. Luân Hồi đạo tổ thấy cảnh này, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc truyền âm với Hàn Lập. Ma chủ bị tinh hà màu vàng cuốn đi, trước mắt không biết tung tích. Muốn đối kháng cổ hoặc kim, lực lượng của hắn không thể thiếu, không biết Hàn đạo hữu có thể hỗ trợ cứu hắn ra không. Hàn Lập nghe vậy, trên đôi mắt nổi lên đạo đạo kim quang, nhìn lại chung quanh, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một vệt kim quang cầu vồng từ trong tay hắn bắn ra, chui vào nơi nào đó của tinh hà màu vàng. Xoẹt một tiếng, một bóng người bị cầu vồng màu vàng cuốn lấy, bay ra, chính là ma chủ. Chương 1380, hợp lực. Thời khắc này, áo quần toàn thân ma chủ rách nát, nhìn có chút chật vật. Lúc nhìn thấy Hàn Lập, mặt mũi y tràn đầy vẻ khó tin. Hàn Lập sau khi cứu ra ma chủ, hai con người chấp động hắc quang, thi triển cửu u ma đồng tiếp tục quét ra bốn phía, ý định tìm kiếm bóng dáng cổ hoặc kim. Chỉ là cổ hoặc kim sau khi trốn vào linh vực, giống như tiêu thất hư không, thậm chí ngay cả một tơ một hào khí tức cũng không lưu lại. Cổ hoặc kim đang tính kéo dài thời gian, thời gian không còn nhiều lắm. Luân hồi điện chủ nhìn về phía vòng xoáy hỗn độn không ngừng lớn lên, cau mày nói. Trong lòng hàn lập hơi động, giờ phút này khoảng cách hắn và luân hồi điện chủ gần nhau, loại cảm giác tâm linh tương thông kia càng thêm mãnh liệt, lời nói suy nghĩ đối phương, hắn đều cảm giác rõ ràng. Vừa rồi những lời nói kia, đối phương chưa kịp nói ra miệng, hắn đã sớm cảm giác trong lòng. Chỉ là không biết, suy nghĩ trong lòng mình, đối phương có cảm giác được hay không. Nhưng nếu hắn một mực ẩn kín trong linh vực trốn tránh không ra, chẳng lẽ chúng ta có biện pháp buộc hắn ra? Ma chủ hỏi, hàn đạo hữu tu chính là ngũ hành nguyễn thế quyết của Di La năm đó, bây giờ ba người chúng ta tập hợp tam đại trí tôn pháp tắc tại một chỗ, có thể phá vỡ linh vực cổ hoặc kim. Luân hồi điện chủ nói, bây giờ tình hình ngươi cũng không quá tốt, nếu lại một mực vận dụng luân hồi chi đạo, cho dù thắng cổ hoặc kim, có lẽ ngươi cũng sẽ bị thiên đạo dung hợp. Ma chủ nói, cho dù hòa vào thiên đạo, cũng tốt hơn so với thế giới này bị hủy diệt. Đến bước này, buông tay đánh cược một lần đi, luân hồi điện chủ nói. Vừa nói xong, quanh người gã chấp động quang mang đỏ sậm, linh vực đỏ sậm xuất hiện lần nữa, tiếp xúc cùng thời gian linh vực do Hàn Lập tỏa ra. ầm ầm linh vực song phương đồng thời rung động, đồng thời tỏa sáng hào quang. Hàn Lập thấy tình hình này, con người hơi co rụt lại. Một màn trước mắt này hắn cũng không xa lạ, trước đó lúc tiếp xúc cùng linh vực cam cửu chân, cũng phát sinh loại tình huống linh vực cộng hưởng này. Mà trình độ linh vực hai người cộng hưởng, hơn xa cam cửu chân trước đó. Đang cân nhắc, linh vực song phương tự mình phát ra một cỗ hấp lực, hai linh vực nhanh chóng tới gần, cuối cùng triệt để tương dung vào nhau. Sơn phong trong linh vực màu vàng của Hàn Lập phảng phất thổi phồng lên, cấp tốc phồng lớn, nguyên bản sơn phong ngàn trượng trong nháy mắt biến thành vạn trượng. Dòng sông trăm dặm biến thành đại giang ngàn dặm, tản ra ba động thời gian pháp tắc tăng cường gấp 10 lần. Linh vực luân hồi điện chủ cũng giống như vậy, chỉ là trên mặt gã cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Hàn lập không mở miệng, mà thử thông qua tâm linh trực tiếp câu thông với luân hồi điện chủ. Người ta theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là cùng một người, pháp tắc sinh ra cộng hưởng tự nhiên dễ dàng. Mà luyện thần thuật của ngươi đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thần thông luyện thần thuật tầng thứ bảy chính là có thể tâm linh tương thông cùng người khác, từ đó khiến cho pháp tắc dung hợp trở nên càng thêm đơn giản. Linh vực người ta dung hợp, cũng không có gì lạ. Luân hồi điện chủ cũng dùng tâm linh câu thông đáp lại. Hàn lập nghe những này, bất giác có chút giật mình. Luân hồi điện chủ trước đây sở dĩ truyền cho hắn luyện thần thuật, vậy mà trong đó còn ẩn giấu một tầng thâm ý này. Hàn đạo hiểu, ta không có ác ý với ngươi, hết thảy cũng là vì đối kháng cổ hoặc kim. Chỉ cần các hạ có thể giúp ta diệt cổ hoặc kim, báo được đại thù, luân hồi điện về sau có thể giao lại cho ngươi cai quản. Luân hồi điện chủ cảm giác được trong lòng hàn lập kiên kỵ lập tức lần nữa câu thông nói có thể sống qua hôm nay hay không còn chưa biết chuyện sau này để nói sau đi hàn lập lắc đầu hai người giờ phút này tâm linh tương thông hắn có thể cảm giác được lời nói luân hồi điện chủ cũng không giả dối chỉ là hắn cũng không có hứng thú quá lớn với quyền lực mà hôm nay cho dù không làm luân hồi điện chủ hắn cũng nhất định phải đánh bại cổ hoặc kim tồn tại giữa hai người chính là đại đạo chi tranh giữa thiên địa chỉ có thể có một thời gian đạo tổ ở trong đó còn liên lụy đến một phần ơn nghĩa gì la lão tổ trước kia. Hàn lập bấm niệm pháp quyết điểm một cái, thời gian linh vực lập tức phồng lớn lần nữa, đồng thời từng đạo kim quang hình kiếm từ trong linh vực bắn ra, quét về phía linh vực cổ hoặc kim chung quanh. Trong những kim quang này, hỏa diếm, dòng nước, kim phong, cổ mộc, đất cát, các loại hư ảnh vật ngũ hành, mỗi một đạo kim quang đều tản mát ra uy năng ba động cực kỳ cường đại. Luân hồi điện chủ cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hàn lập, trong lòng an tâm, cũng lập tức thôi động luân hồi linh vực từng đạo quang mang đỏ sậm thô to không gì sánh được từ trong linh vực của gã bắn ra, quấn quanh cùng kim quang hình kiếm trong linh vực của Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập và Luân Hồi Điện chủ đồng thời ngưng tụ, toàn lực thôi động pháp tắc của mình, đồng thời thông qua tâm thần tương thông, tương dung hai cỗ pháp tắc này. Trong lưỡng sắc quang mang kim hồng, lực lượng pháp tắc mặc dù vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng cũng bắt đầu chân chính tương dung. Ầm ầm, kim quang hình kiếm như an xuân dược, điên cuồng phồng lớn, trong nháy mắt phồng lớn mấy chục lần, nguyên bản thân kiếm mơ hồ cũng biến thành cực kỳ rõ ràng. Mũi kiếm, kiếm ngạc, màng kiếm, chuôi kiếm đều sinh động như thật. Mỗi một đạo kim quang thình lình biến thành một thanh cự kiếm màu vàng, trên thân kiếm càng hiện ra từng đạo linh văn đỏ sậm hình mâm tròn, thình lình chính là luân hồi pháp tắc. Kiếm khí lăng lệ không gì sánh được từ trên cự kiếm màu vàng bộc phát ra, cắt chém linh vực màu vàng của cổ hoặc kim chung quanh. Xoẹt một tiếng, linh vực màu vàng tùy tiện bị cắt chém ra từng cái khe to lớn, nguyên bản linh vực to lớn trong nháy mắt biến thành một khối khăn lao tàn phá không chịu nổi. Ma chủ lộ vẻ kinh hãi, nhưng cũng lập tức thôi động triển khai không gian linh vực của mình. Từng cự nhân màu bạc lần nữa từ trong linh vực bay vụt ra, nhào về phía linh vực màu vàng chung quanh, rồi bạo liệt ra. Từng luồng từng luồng không gian phá diệt chi lực càn quét tứ tán. Thủ đoạn của y cũng cực kỳ cao minh, tuy nhỏ yếu hơn nhiều so với pháp tắc hàn lập và luân hồi điện chủ dung hợp, nhưng là một trong tam đại trí tôn pháp tắc giữa chúng cũng sinh ra cộng minh nào đó linh vực màu vàng cổ hoặc kim chấn động kịch liệt gần như sụp đổ bên trong kim quang quay cuồng ý đồ chữa trị những vết nứt kia đáng tiếc không có tác dụng quá lớn hàn lập và luân hồi điện chủ khẽ quát một tiếng lại một lần nữa đồng thời thôi động linh vực vạn đạo kim quang hình kiếm nổ bắn ra chém lên linh vực màu vàng linh vực màu vàng rốt cuộc không chịu nổi phát ra tiếng trầm đục liên tiếp triệt để vỡ vụn sụp đổ hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Thân ảnh cổ hoặc kim nổi lên, lại làm cho ba người hàn lập kinh hãi. Chỉ thấy từ phần eo thân thể cổ hoặc kim trở xuống, vậy mà đã dung nhập vào trong vòng xoáy hỗn độn, chỉ có nửa người trên vẫn còn ở đó. Mà trên da rẻ của y hiện ra từng đường vân màu sắc hỗn độn, trên mặt cũng giống như vậy, nhìn rất là khủng bố. Luân hồi điện chủ và ma chủ nhìn thấy cổ hoặc kim với bộ dạng này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hàn lập sau khi chấn kinh, giữa thần sắc đột nhiên hiện ra một tia cổ quái, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Từ khi hắn tiến dài đến đại la cảnh, bao giờ cũng cũng cảm giác trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ áp lực vô cùng nặng nề, phảng phất một lạch trời không thể vượt qua, ngăn cản phía trước con đường tịnh tiến thời gian pháp tắc của hắn. Đó là do vị thời gian đạo tổ cổ hoặc kim này, cản trở con đường phía trước của tất cả những người tu luyện thời gian pháp tắc. Chỉ là giờ phút này, Hàn Lập cảm thấy lạch trời phía trước giống như đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ, trong lòng Hàn Lập nổi lên một suy đoán, trong mắt lóe lên một tia kích động. Các ngươi cuối cùng vẫn chậm một bước, bây giờ ta đã đại đạo quy nhất, thành tựu hỗn độn pháp thể, vạn pháp bất xâm, các ngươi làm sao khó dễ được ta? Ha ha, ha ha, cổ hoặc kim trái ngược vẻ bình tĩnh lúc trước, vung vẩy hai tay, giữa thần sắc càng hiện ra vẻ điên cuồng, cười ha ha. Một cỗ khí thức minh mông từ trên thân cổ hoặc kim bộc phát ra, cỗ khí thức này tràn đầy cảm giác hùng vĩ bao phủ vạn vật, từng luồng từng luồng ba động lực lượng pháp tắc khác biệt ở trong đó cỗ lực lượng pháp tắc lớn nhất trong đó chính là thời gian pháp tắc ngoài thời gian pháp tắc còn có các loại pháp tắc hỗn tạp trong đó cổ hoặc kim bị điên rồi con mắt ma chủ mở lớn thì thào nói hỗn độn chi lực nhập thể chỉ sợ cổ hoặc kim còn chưa hoàn toàn nắm giữ cho nên thần trí có chút cuồng loạn không thể để cho hắn tiếp tục nữa một khi hắn triệt để nắm giữ hỗn độn pháp tắc chúng ta cho dù hợp lực ba người cũng tuyệt không phải đối thủ thanh âm luân hồi điện chủ vang lên trong não hải hàn lập và ma chủ. Lời còn chưa dứt, gã đã đánh tới cổ hoặc kim. Trong lòng hàn lập và ma chủ run lên, cũng theo sát phía sau. Cổ hoặc kim bỗng nhiên nhìn lại, biểu lộ trở nên dữ tợn, hai tay vẫy một cái. Lập tức phảng phất cự lực dẫn dắt, vòng xoáy hỗn độn mãnh liệt lắc một cái, trăm ngàn đạo tiến ảnh màu nâu từ đó nổ bắn ra, mỗi một đạo tiến ảnh đều dài trăm trượt, thô như cối say, phô thiên cái địa đánh tới ba người trong tiến ảnh cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác biệt nhưng chỉ có bốn cỗ trong đó hai cỗ cấp độ rõ ràng theo thứ tự là thời gian pháp tắc không gian pháp tắc hai cỗ lực lượng pháp tắc còn lại thình lình hòa thành một thể phân biệt không ra bất quá vẫn có thể cảm ứng được là phong chi pháp tắc và lôi chi pháp tắc phong lôi pháp tắc có khuynh hướng tốc độ lại thêm hiệu quả thời gian pháp tắc không gian pháp tắc nên tốc độ tiến ảnh màu nâu nhanh không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hai bên đến trước ba người Ba người Hàn Lập đang bay nhào tới, lập tức bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy sẽ bị tiến ảnh bắn chúng. Định, một bóng người xuất hiện trước người Hàn Lập và Luân Hồi Điện Chủ, chính là Ma Chủ. Hai tay y bấm niệm pháp quyết, điểm hư không một cái. Nếu bàn về tốc độ chuyển đổi không gian, trong ba người thì Ma Chủ nắm giữ không gian pháp tắc là nhanh nhất. Mấy vạn giảm hư không phía trước trong nháy mắt hiện ra vô số ngân quang, ngưng kết bất động, những tiến ảnh màu nâu kia cũng bị đông kết ở trong đó nhưng sau một khắc, trên tiến ảnh lóe lên quang mang, bốn cỗ pháp tác đồng thời bộc phát ra. Không gian ngưng kết lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, tiến ảnh đầy trời lần nữa nổ bắn ra. Có thời gian khe hở này, Hàn Lập và Luân Hồi Điện Chủ đã phản ứng kịp, lập tức cùng nhau thôi động linh vực. Từng đạo kiếm ảnh màu vàng lần nữa phun ra, chém tới phía những tiến ảnh kia. Lập tức kim quang đầy trời, quang mang đỏ sậm, còn có quang mang màu nâu xen lẫn, càng phát ra vô số tiếng vang kinh thiên động địa không gian phụ cận vốn đã hóa thành hư vô lần nữa nổi lên sóng gió phòng xoáy hỗn độn cũng bị ảnh hưởng quay cuồng không thôi tiến ảnh màu nâu thân phụ bốn loại lực lượng pháp tắc uy lực mặc dù lớn nhưng hai người hàn lập và luân hồi điện chủ liên thủ hai đại trí tôn pháp tắc dung hợp uy năng càng mạnh kiếm ảnh màu vàng nhanh chóng cắt chém rất nhanh chém vỡ những tiến ảnh màu nâu kia bất quá kiếm ảnh màu vàng cũng vỡ vụn không ít hàn lập và luân hồi điện chủ đồng thời bấm niệm pháp quyết tiên linh lực và lực lượng pháp tác thể nội tuôn trào ra, rót vào trong linh vực. Âm một tiếng, linh vực hai người nhanh chóng mở rộng, phủ tới cổ hoặc kim, đồng thời vô số kiếm ảnh màu vàng to lớn từ đó bắn ra, chém về phía cổ hoặc kim. Cùng lúc đó, hư không chỗ khác bên cạnh cổ hoặc kim khẽ động, thân ảnh ma chủ trống rỗng xuất hiện, bấm tay điểm một cái. Không gian đã hóa thành hư vô lóe lên, từng vết nứt màu bạc xuất hiện lần nữa, nhìn rất giống vết nứt không gian, chỉ là những vết nứt màu bạc này tản mát ra uy năng không gian pháp tắc, so với vết nứt không gian trước kia lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không gian nơi đây đã sớm vỡ nát, biến thành hư vô, nhưng nói từ một cấp độ khác, vùng hư vô nơi đây cũng là một loại không gian khác, càng thêm vững chắc. Uy năng vết nứt không gian nơi đây lớn hơn xa so với trước đó. Hai tay Ma chủ dẫn một cái, vô số vết nứt không gian bắn ra, chém về phía cổ Hoặc Kim. Chương 1381, khởi tử hồi sinh cổ hoặc kim đối mặt với công kích của ba người hàn lập thì càng hiện vẻ điên cuồng hai ngón tay y hợp thành chỉ vạch trên cổ tay trái một đường mảng lớn tinh huyết từ đó phun ra chui vào trong vòng xoáy hỗn độn vòng xoáy hỗn độn lập tức nổi lên một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt tốc độ khuyết trương càng thêm nhanh hơn tay phải y bấm niệm pháp quyết vòng xoáy hỗn độn chấn động lần nữa vô số hòn đá bốc cháy từ đó bắn ra đuôi kéo theo vệt ánh sáng dài giống như là sao trổi nó nhanh chóng va vào trên kiếm ảnh màu vàng và vết nứt không gian màu bạc. Hòn đá bốc cháy tản ra các loại pháp tắc khác nhau, cùng tiến ảnh màu nâu khác biệt, gồm có 9 loại. Ầm ầm, những hòn đá bốc cháy cùng với kiếm ảnh, vết nứt đụng vào nhau, lập tức vỡ ra, hóa thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn. Nó nhanh chóng hóa thành một biển lửa khổng lồ như muốn nấu chín cả bầu trời và mặt đất. Chín cỗ lực lượng pháp tắc điên cuồng xen lẫn vào nhau, kiếm ảnh màu vàng cùng vết nứt không gian lập tức bị xé rách, thôn phệ. Không chỉ vậy, một cỗ cự lực ngập trời bóng cách không oanh kích lên ba người hàn lập. Thân thể của ba người chấn động, đều bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng cổ hoặc kim nhếch lên, hai tay tiếp tục vung lên lần nữa. Vòng xoáy hỗn độn chấn động càng thêm kịch liệt, vô số lôi quang to bằng phòng ốc từ đó bắn ra, đánh về phía ba người. Những lôi quang này hiện ra màu sắc hỗn độn, bên trong không tản ra các loại lực lượng pháp tắc, nhưng tràn ngập một loại khí tức hỗn độn. Nó phát ra âm thanh lôi đình trầm thấp chấn động, giống như đang dưỡng dục từng cái thế giới cỡ nhỏ. Đây là hỗn độn thần lôi, mau lui lại, sắc mặt của luân hồi điện chủ đại biến, không tiếp tục liên thủ với hàn lập, mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lục đạo luân hồi bàn lập tức xuất hiện tại trước người luân hồi điện chủ, sáu cỗ quang mang đỏ sậm từ trong sáu cái lỗ thủng màu đen kịt ở giữa tuôn ra, bao phủ thân thể lại. Đồng thời cả người gã bắn ngược về phía sau, hàn lập và ma chủ mặc dù không biết những hỗn độn thần lôi này uy lực ra sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Luân Hồi Điện chủ ngưng trọng như vậy, cũng vội vàng lui về phía sau, riêng phần mình thi pháp hộ thể. Hai tay Ma chủ bắt quyết, không gian hư vô chung quanh chuyển động, nhanh chóng bao quanh thân thể lại. Nó hình thành một cái kén tròn hơi mờ, mang thân thể bao ở trong đó. Kén tròn tựa như một cái không gian dị độ, mặc dù lơ lửng ở đó và có thể nhìn thấy, nhưng dường như lại cực kỳ xa, không cách nào chạm được. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, linh vực quanh người nhanh chóng thu nhỏ trong nháy mắt chỉ còn cỡ vài chục trượng, vô cùng kiên cố, kim quang bên trong dày đặc đến trình độ thực chất. Hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những kim quang kia lóe lên, biến thành một đoàn tường vân màu vàng nồng đậm. Chính là bất hủ kim vân, mang thân thể bao phủ ở giữa. Hàn lập vừa mới làm xong, thì hư không trước người khẽ động, hỗn độn thần lôi bóng xuất hiện. Nó dường như trực tiếp vượt qua giới hạn cua ả à thời gian và không gian, đụng trên linh vực của hắn, trực tiếp nổ tung thiên địa trong nháy mắt biến thành một loại màu sắc hỗn độn, một cỗ lực lượng hủy diệt thế giới hiện ra, hết thảy đều bị phá hủy. Hỗn độn lôi quang như che mất mọi thứ, hư vô không gian lần nữa tan vỡ, mảng lớn sụp đổ. Hàn lập tự nhận linh vực quanh người kiên cố không gì bằng, lại lập tức tan vỡ, không thể chịu được dù chỉ trong chớp mắt. Mãnh liệt lôi quang liền trùng kích lên bất hủ kim vân, kim vân run rẩy kịch liệt, trong tiếng xé vải xoẹt xoẹt, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Chớp mắt, bất hủ kim vân đã vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ còn lại một tầng thật mỏng. Trong lòng Hàn Lập run sợ, giờ mới biết được uy lực của Hỗn Độn Thần Lôi. Khó trách Luân Hồi Điện chủ khiếp sợ như vậy, vừa nhìn thấy những thần lôi này, lập tức không còn chút chiến ý nào, quay người chạy trốn. Lôi này đơn giản là thần thông không phải con người có thể ngăn cản. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết, thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể điên cuồng rót vào bất hủ kim vân quanh người, bất hủ kim vân lập tức dày thêm một chút. Ngay sau đó, năm đạo kim quang từ trên thân hắn bắn ra, xoay chung quanh thân thể, chân ngôn bảo luân, quang âm tịnh bình, nguyễn thần sa lậu, đoạn thời hỏa bả và đông ất thần mộc chính là năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc. Năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc tỏa sáng hào quang, vây quanh thân thể của hắn bay múa, thời gian pháp tác vô cùng cường đại tuôn ra từ đó. Hư không phụ cận lập tức bị bóp méo, hóa thành vòng xoáy màu vàng, giống như một cái thông đạo thời không, thời gian pháp tắc chi lực cường đại ở trong đó quay cuồng, đem bất luận đồ vật gì xâm nhập nghiền cho vỡ nát, sau đó thôn phệ. Thân thể của hắn hắc quang chấp động, từng đạo ma văn màu đen nổi lên, còn dài ra từng mảng vảy màu đen, trong nháy mắt hóa thành hình thái thiên sát ma thần mạnh nhất, chính là 12 đầu 36 cánh tay. Mãnh liệt lôi quang, còn có hỗn độn thần lôi ở phía sau không có chút nào dừng lại, như sóng dữ cuốn tới, đánh vào trên vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy màu vàng lập tức điên cuồng run rẩy, giống như thuyền nhỏ trong cơn bão. Nhưng vô luận Hàn Lập có thôi động vòng xoáy màu vàng thế nào, cũng căn bản không thể thôn vệ được những hỗn độn lôi quang kia. Từng đạo hỗn độn thần lôi tại vòng xoáy chung quanh nổ tung, cường đại thời gian pháp tắc dễ dàng bị phá hủy, vòng xoáy màu vàng nhanh chóng thu nhỏ, chân môn bảo luân cùng những vật này cũng bay lên. Vô số hỗn độn thần lôi chút xuống, bao vây lấy năm kiện thời gian pháp tắc đồ vật, mãnh liệt nổ tung. Răng rắc một tiếng, năm kiện thời gian pháp tắc đồ vật đều vỡ vụn. Sắc mặt Hàn Lập trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ vẻ kinh nộ. Sao lại thế, chân ngôn bảo luân và những vật này, là hắn thiên tân vạn khổ mới ngưng luyện ra được. Nó từng trợ giúp hắn xử lý không biết bao nhiêu cường địch, là năm kiện bảo vật quan trọng nhất, vậy mà bây giờ vỡ nát. Nếu là lúc khác, hỏng mất cũng chẳng sao, cùng lắm thì tốn hao chút thời gian từ từ cô động là được. Nhưng giờ còn phải đối mặt cổ hoặc kim, ngay cả thần thông tâm đắt nhất cũng bị đánh tan, làm sao cùng nó đối kháng vòng xoáy màu vàng ầm vang sụp đổ bất hủ kim vân quanh người hàn lập quang hoa đại giảm tại hỗn độn lôi quang trùng kích vào nhanh chóng trở nên mỏng manh từng luồng lực lượng hủy diệt cách không thẩm thấu xâm nhập vào trong cơ thể của hắn thân thể hàn lập đại trấn kinh mạch trong cơ thể càng thêm run rẩy kịch liệt cho dù lúc này đã biến thành hình thái tiên sát ma thần cũng có chút chịu không nổi hắn càng sợ hãi lại càng tỉnh táo hơn không suy nghĩ nhiều toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc còn sót lại trong thể nội còn có thiên sát chấn ngục công hắc quang từ trong cơ thể hắn toàn bộ bộc phát, từng luồng cự lực kinh thiên từ trong cơ thể hiện ra, lập tức mang những lực lượng hủy diệt chảy vào kia đuổi ra ngoài. Nhưng lúc này, bất hủ kim vân quanh người Hàn Lập rốt cục không chịu nổi uy lực của hỗn độn thần lôi nữa, toàn bộ đều sụp đổ, thần lôi ẩm vang cuốn tới. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, 36 cánh tay liên tiếp huy động, đập về phía bên trên. 36 đoàn quyền ảnh màu vàng nổ ra, ẩn chứa lực lượng to lớn có thể đánh ra hư không một cái lỗ thủng, nhưng cùng hỗn độn thần lôi đụng vào nhau, lại tựa như đá chìm đáy biển, ngay cả gợn sóng đều không có. Mảng lớn hỗn độn lôi quang chút xuống, đánh trên người Hàn Lập. Hàn Lập 36 cánh tay đều vỡ ra, biến thành huyết phú đầy trời, lân phiến trên thân bay tán loạn, huyết nhục tan vỡ, lộ ra từng cây xương cốt đen kịt. Nếu không có những xương cốt này ẩn chứa thiên sát chi thể lực lượng cường đại nhất, hắn lại dùng thời gian pháp tắc chi lực sau cùng để bảo vệ những xương cốt này, nên những xương cốt này cũng không bị nổ nát thân thể tàn phá của Hàn Lập bị tạc bay ra ngoài, thân thể cũng một lần nữa biến thành hình người. Đầy trời hỗn độn lôi quang nhanh chóng biến mất, lục đạo luân hồi bàn như trước đứng lặng ở nơi đó, chỉ là mặt ngoài nổi lên mấy đạo vết giản, quang mang đỏ sậm cũng mở đi rất nhiều. Đằng sau luân hồi bàn, lơ lửng một chùm sáng hình người, lóe lên rồi vỡ ra. Thân hình luân hồi điện chủ từ đó bay ra, sắc mặt của gã tái nhiệt dị thường, hiển nhiên mặc dù chặn lại được hỗn độn thần lôi, nhưng tiêu hao cũng rất lớn gã quay đầu nhìn chung quanh sắc mặt càng thêm âm trầm kén tròn ẩn thân của ma chủ đã biến mất không thấy gì một bộ tàn phá thì bị cắt thành mấy khúc lơ lửng tại phụ cận khí tức hoàn toàn không có chính là ma chủ một bên khác tình huống của hàn lập mặc dù so ma chủ tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ là tồn tại một hơi ha ha hỗn độn thần lôi tư vị như thế nào hiện tại hai tên giúp đỡ người đều đã xong chỉ còn một mình người còn muốn báo thù sao cổ hoặc kim cười ha ha cực kỳ đắc ý Từng đạo hỗn độn quang mang từ trong vòng xoáy rót vào thân thể của y, sắc mặt đều đã phục hồi như cũ, trên thân khí thức cũng trở nên to lớn hơn. Hỗn độn thần lui sắc thực lợi hại, bất quá còn chưa tới một khắc cuối cùng, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Luân hồi điện chủ cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay ngược về phía sau, đồng thời há mồm phun ra một ngụm trùng sáng đỏ sậm. Trong trùng sáng thình lình ẩn chứa mấy chục cây tia sáng đỏ sậm nhỏ, chính là sợi tơ luân hồi pháp tắc nó được dung nhập vào trong lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn giống như được ăn thuốc bổ, cấp tốc chuyển động ong ong. Một cỗ hấp lực to lớn từ đó phát ra, thân thể tàn phế của ma chủ, còn có thân thể hàn lập nhằm phía lục đạo luân hồi bàn bay đi. Trong luân hồi bàn hát quang lóe lên, sáu cái lỗ thủng màu đen nổi lên, bên trong một cái lỗ thủng bỗng phồng lớn, mang thân thể tàn phế của ma chủ nuốt vào. Luân hồi điện chủ mười ngón như bay, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, luân hồi bàn xoay tròn bay múa, tách ra quang mang đỏ sậm trói mắt, càng thẩm thấu vào trong hư không. Cổ hoặc kim thấy cảnh này, nhướng mày. Ra, luân hồi điện chủ bấm niệm pháp quyết hai tay dừng lại, đưa tay hư không đánh ra. Trên luân hồi bàn trong một lỗ thủng khác quang mang lóe lên, một bóng người bay ra, chính là ma chủ. Nó giờ phút này thương thế trên người đều phục hồi như cũ, con mắt cũng đã khôi phục thần thái, vậy mà sống lại. Hiện giờ ma chủ cũng vô cùng ngạc nhiên, có chút luống cuống nhìn xem mọi thứ xung quanh. Khởi tử hồi sinh, cổ hoặc kim con người cũng là co rụt lại. Đa tạ điện chủ, ma chủ giờ phút này cũng hiểu việc gì vừa xảy ra, quay về phía luân hồi điện chủ kho mình hành lễ. Thạch đạo hữu không cần khách khí, luân hồi pháp tắc mặc dù có thể cho ngươi chết đi sống lại, nhưng cũng sẽ tiêu hao ngươi hồn phách một lần cơ hội chuyển sinh, không thể lạm dụng. Luân hồi điện chủ khoát tay, nhìn về phía thân thể hàn lập, định thi pháp cứu chữa. Ồ, mặt gã đột nhiên rung động một cái, dừng tay lại. Lúc này thân thể hàn lập trôi nổi giữa không trung, khi tức đã rất suy yếu trong cơ thể hắn thời gian pháp tắc còn sót lại cũng bị đánh bay ra ngoài phiêu tán trong hư không thể nội hoàn toàn trống rỗng hàn lập cảm giác thân thể không hề đau đớn các giác quan cũng dần biến mất phải chết ở chỗ này sao hiện giờ hàn lập trong lúc mơ màng đầu liền lóe lên ý nghĩ này nhưng không có cảm giác sợ hãi chút nào hắn giờ phút này lại có cảm giác hóa thân ức vạn chính mình phảng phất cùng thế giới này hòa thành một thể hết thảy chung quanh bỗng nhiên trở nên chậm chạp ba động nguyên khí các loại quang mang quay cuồng đều trở nên cực kỳ chậm chạp hiện ra rõ ràng trước mắt hắn giờ này mắt hắn đã không nhìn thấy lại dùng một loại phương thức khác cảm giác đến thế giới này